Chương 441, đánh cược. Không khí bên ngoài lôi nham cốc có phần ngưng động lại, ánh mắt tất cả mọi người như có tính cảm nhiễm, cuối cùng không hẹn mà cùng dừng lại ở bóng người trẻ tuổi phía sau đoàn người của Dương Thành. Cũng có người của Dương Thành đã biết qua về cuộc đại chiến tối hôm trước, Lâm Động giết được một cường giả bán bộ Niết Bàn, điều này đã khiến họ rất kinh ngạc, nhưng với cục diện trước mắt, chỉ có thực lực bấy nhiêu đó là chưa đủ. Vì thế, khi Liễu Nguyên và Lăng Trí cùng nhìn Lâm Động, thì có không ít người đều có phần nghi ngờ, họ không nghi ngờ rằng lâm động không có thực lực mạnh mẽ, nhưng với họ thì còn lâu mới có thể chống chọi được với cường giả nhất bản cảnh, thật sự. Trên không trung cách đó không xa, Hoa Vân và ô mặc cũng kinh ngạc nhìn thân ảnh đó, cặp mày đồng thời khẽ nhíu lại, chắc là đã cảm nhận được lâm động chỉ có thực lực của tạo hóa cảnh đỉnh phong, đồng thời bọn chúng cũng không hiểu ý của hai người liễu nguyên. Lẽ nào lại muốn một người chỉ tạo hóa cảnh đỉnh phong đến giúp? Chúng định làm gì vậy? Hoa Vân nheo mắt, tiếng lầm bẩm có phần chế diễu nhưng ô mặc thì cho mày không biết tại sao hắn cứ cảm thấy thân ảnh đó dường như rất quen nhưng lại không nhớ được từng gặp ở đâu trên đỉnh một ngọn núi gần lôi nham cốc một đạo thân ảnh duyên dáng bay ra ánh mắt hờ hững nhìn cuộc đối đầu ngoài lôi nham cốc rồi ánh mắt khẽ chuyển sang đạo thân ảnh trẻ tuổi phía sau khẽ nói khá thú vị a à? trong đoàn người dương thành lâm động thân là nhân vật chính của sự việc hiển nhiên đã bị cảnh tượng bất ngờ đó làm cho sững sờ nhìn vô số ánh mắt đang gắn chặt vào mình cặp mày lâm động bất giác nhíu lại rồi ngẩng lên nhìn về phía Liễu Nguyên và Lăng Trí. Thấy ánh mắt của Lâm Động, Liễu Nguyên thầm cười khổ. Hành động trước đó của hắn hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Hắn cứ có cảm giác Lâm Động còn ẩn giấu nhiều điều nên khi hết cách mới không kềm được, mà nhìn về phía Lâm Động. Nhưng khi sực tỉnh thì hắn mới hiểu cục diện lúc này khó khăn đến mức nào. Đối mặt với áp lực của hai vương triều cao cấp, dù Lâm Động có bản lĩnh thật thì lẽ nào có thể cứu vãn cục diện. Đương nhiên, dù có cười khổ thì nhìn cũng nhìn rồi, Liễu Nguyên chỉ đành mở miệng nói, Lâm Động Huynh, đều là người Dương Thành cả, lúc này nếu chung tay hợp tác có lẽ mới có thể có được lợi ích. Nghe những lời của Liễu Nguyên, sắc mặt lăng trí có phần cổ quái, lẽ nào hắn cho rằng, chỉ cần Lâm Động ra tay là khiến hai vương triều cao cấp kia rút lui. Lâm Động trầm mặc, mắt nhìn về hai vương triều một trắng một đen gây áp lực khiến người ta ngạt thở kia. Lôi nhàm cốc lần này dẫn đến một trận dung thế này có phần hơi bất ngờ với hắn. Áp lực mà hai vương triều cao cấp này, gây ra ngay lâm động cũng phải cảm thấy nặng nề. Hơn nữa hắn cũng biết rõ, nếu hai vương triều này muốn đối phó với hắn thì hắn sẽ chống đỡ rất gian nan. Hắn biết mục đích của hai đại vương triều này chắc chắn là viễn cổ bí thược, vì thế dù hiện giờ hắn không nói gì, nhưng khi tranh đoạt viễn cổ bí thược chắc chắn hai bên sẽ có xung đột. Nhưng nếu lúc này hắn khoanh tay đứng nhìn người của Dương Thành bị hai vương triều này dọa cho rút lui, thì khi tranh đoạt viễn cổ bí thược ở lôi nham cốc, chắc chắn hắn sẽ phải đơn độc đối diện với hai thế lực to lớn này vì thế nếu có thể giúp người của dương thành vào lôi nham cốc dù có gây ra chút hỗn loạn nhưng cũng có thể khiến hai đại vương triều kia phân tâm với lâm động mà nói đó cũng chẳng phải chuyện gì xấu khi lâm động trầm mặc thì ở quanh đó đám người ma thiết cũng đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ bất giác lâm động đã trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng trong đoàn người dương thành thậm chí có thể so sánh với đám liễu nguyên vô số ánh mắt dừng lại trên người lâm động những người ở đây đều không muốn quay về tay trắng thế này nhưng dưới sức ép của hai đại vương triều cao cấp họ chẳng có sự lựa chọn nào khác vì thế có không ít người cuối cùng đã đặt hy vọng cuối cùng vào lâm động dường như họ chờ đợi kỳ tích như đêm hôm qua một lần nữa xuất hiện không khí ngưng động kéo dài đến mấy phút cuối cùng cặp mày nhăn tít của lâm động đã giãn ra rồi chân hắn dẫm một cái thân hình bay lên rồi xuất hiện ở vị trí hàng đầu của đám người hành động đó của lâm động đã khiến người dương thành xôn xao không ít người có sắc mặt rất phức tạp họ vừa trông đợi kỳ tích nhưng cũng rất lý trí nói với bản thân rằng dù lâm động có ra mặt thì cũng không thể thay đổi hiện thực tàn khốc này hai vị tin ta không lâm động nghiêng đầu nhìn liễu nguyên và lăng trí đột nhiên nói nghe thế hai người khựng lại nhìn nhau rồi cẩn thận hỏi huynh định làm thế nào đánh cược một phen ta có năm phần thắng lâm động bình thản nói năm phần thắng tuy không biết lâm động đánh cược điều gì nhưng tỷ lệ thắng đó cũng khiến liễu nguyên hai người đó thấy không tệ rồi dù sao cứ rằng có thế này khi hai đại vương triều này động thủ thì có lẽ họ thật sự sẽ tan tành. Dù sao cũng đã đến nước này, nếu Lâm Động Huynh muốn thì cứ thử xem sao. Trầm ngâm một lúc Liễu Nguyên trầm giọng nói. Cứ kéo dài thế này cũng không phải cách, đến đêm thì e sẽ khó khăn hơn. Lăng Trí ở bên cạnh cũng gật đầu. Thấy hai người cũng đồng ý, Lâm Động khẽ thở ra một hơi rồi bước ra nhìn hai đạo thân ảnh trên không trung. Dù khoảng cách xa, nhưng thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được áp lực tỏa ra từ hai người đó. Cường giả nhất bản cảnh quả nhiên danh bất hư truyền. Hai vị đều là nhân vật có danh tiếng, nếu muốn người dương thành bọn ta rút đi cũng không phải không được. Có điều, ta lại muốn đánh cược với hai vị." Bạn đang đọc chuyện được copy, tại giọng nói trầm của Lâm Động vang lên. Hình như các ngươi không có tư cách để đánh cược." Hoa Vân cười nhạt, nói, "Hai đại vương triều liên thủ thực lực đúng là rất mạnh, nhưng hãy tin ta, chó cùng rứt dậu, thỏ đến bước đường cùng cũng biết cắn người. Bọn ta đã trải qua thiên tân vạn khổ mới đến được đây." Nếu các vị thật sự muốn cản trở, dù có thắng thì chắc chắn cũng phải trả giá. Lôi nham cốc có thể hấp dẫn các vị đến thì chẳng ai biết được xung quanh đây, liệu cũng có vương triều khác đang ẩn nấp không? Nếu các vị có tổn thất gì ở đây có lẽ cũng không phải chuyện tốt. Lâm Động nói rất bình tĩnh, tựa như chẳng cảm thấy áp lực gì từ Hoa Vân vậy. Nghe thấy, Hoa Vân và ô mặc nheo mắt nhìn về hãy sơn mạch gần lôi nham cốc. Những gì Lâm Động nói cũng là điều họ đang lo lắng, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng đằng sau, trên thế gian này có lẽ chẳng ai muốn làm bọ ngựa cả, đám người Hoa Vân cũng vậy. Nói xem ngươi muốn cực cái gì, Hoa Vân và ô mặc nhìn nhau, ánh mắt lóe lên chút hứng thú rồi nói. Nghe khẩu khí của hai người đó, khóe miệng lầm động khẽ nhách lên, hắn vung tay áo, một đạo kình phong. Nổi lên, trên mặt đất cách đó khá xa hiện lên một vòng tròn khoảng 10 trượng. Không có gì phức tạp cả, một trong hai vị đứng trong vòng tròn tiếp một chiêu của ta, nếu bị ta đánh bật ra khỏi vòng thì ta thắng ngược lại hai vị thắng lâm động nói rất nhẹ nhàng nhưng sự chấn động của câu nói đó đủ để dùng từ dung chuyển trời đất để hình dung khi hắn vừa dứt lời trong đoàn người dương thành lập tức phát ra vô số tiếng hít vào hơi khí lạnh vẻ mặt ai cũng rất hoảng hốt một người chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong lại nói với một cường giả nhất bàn cảnh chân chính rằng ngươi có thể tiếp một chiêu của ta thì ngươi thắng thật khiến người ta thấy buồn cười họ không phủ nhận đêm qua lâm động quả thực rất mạnh nhưng bấy nhiêu cũng không thể là cái để hắn ngông cuồng như thế đó là cường giả nhất bàn cảnh thật sự, thậm chí ngay Liễu Nguyên, Lăng Chí cũng phải liên thủ mới miễn cưỡng chống chọi được. Trong tiếng xôn xao, Liễu Nguyên và Lăng Chí cũng há hốc miệng, khi nghe Lâm Động nói thế, ý nghĩ đầu tiên trong đầu họ chính là, lẽ nào tên này đang trêu ngươi? Sắc mặt Lăng Chí trở nên khó coi, hắn nhìn Liễu Nguyên mãi hồi lâu mà không nói được lời nào. Nói thì cũng đã nói ra rồi, để xem hắn làm thế nào. Lúc này Liễu Nguyên cũng chỉ còn cách liều thôi. Dù sao chuyện này cũng coi như do hắn gây ra giờ điều hắn có thể làm chỉ là chờ đợi kỳ tích mà thôi. Hà hà, thú vị, hai người hoa vân trên không trung cũng khựng lại một lúc mới chợt tỉnh, quan sát lâm động với ánh mắt diễu cợt rồi không nhịn được bật cười. Cuộc đánh cực này với họ quả thực quá nực cười. Hai vị đã quyết định xem ai ra mặt chưa? Lâm động làm như chẳng biết đến vô số ánh mắt nghi ngờ đang nhìn mình. Hắn nhìn hai người hoa vân, nói. Để ta, hoa vân nhìn thì thấy ô mặc nhún vai, thế là hắn bước ra, nhưng hắn không vào trong vòng, mà là đứng giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, trong giọng nói thản nhiên đó toát lên sự kiêu ngạo không hề che giấu. "Cũng không cần phải vào trong cái vòng đó, ta cứ đứng ở đây, nếu ngươi một chiêu có thể đánh ta phải lùi lại, lôi nham cốc này cho người Dương thành các người ra vào. Nhưng nếu ngươi không làm được thì lập tức đem đám người này đi, nếu không hai đại vương triều bọn ta sẽ dùng biện pháp mạnh, tự lo cho mình đi." Chương 442: Đa Tạ đã nhường. Ánh tịch dương đỏ tựa máu, bên ngoài lôi nham cốc không khí vì những lời của Hoa Vân mà ngưng động lại và nóng dần lên. Hoa Vân lơ lửng trên không trung, hai tay chắp sau lưng vô cùng tiêu sái, khí độ đó cũng khiến người khác không thể không cảm thán, cường giả nhất bàn cảnh quả nhiên tự tin hơn người. Sau khi Hoa Vân nhận lời, cuộc đánh cuộc chính thức có hiệu lực, vì thế mà sắc mặt không ít người Dương Thành điều tái xám. Có lẽ họ nghĩ cuộc đánh cuộc này vốn là trò cười, lầm động giết được cường giả bán bộ nhất bàn đúng là khiến họ kinh ngạc. Nhưng đáng tiếc là bán bộ Niết Bàn và Niết Bàn cảnh lại có khoảng cách quá xa vời. Lăng Trí và Liễu Nguyên nhìn nhau, đều chỉ có thể khẽ thở dài, giờ có nói gì cũng muộn rồi. Họ thực sự rất đau đầu, nếu lát lâm động thua thì họ sẽ thật sự phải ngoan ngoãn rời khỏi đây sao? Cứ nghĩ đến điều đó là hai người Lăng Trí lại có phần không cam tâm. Liễu Nguyên thì càng thấy hối hận, biết thế thì đã không lôi lâm động ra, có điều, bất luận giờ họ nghĩ gì đi nữa thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó mà nhìn. Khi Hoa Vân đi ra, ánh mắt Lâm Động cũng dần trở nên chăm chú. Hắn bỏ qua hết những thanh âm xáo động xung quanh, hắn cũng không để tâm sự hoài nghi của mọi người. Nhìn từ một góc độ nào đó, hắn ra mặt cũng là có ý định lợi dụng người Dương Thành để gây hỗn loạn, tính ra thì cũng là đôi bên cùng có lợi. Đến đi, ta rất hiếu kỳ với thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong, rốt cuộc ngươi có tư cách gì để đánh cược? Có điều, bất luận kết quả cuối cùng thế nào thì dũng khí của ngươi cũng không tệ hoa vân phẩy tay áo nửa cười nửa không nhìn lâm động dường như đang đợi xem trò cười gương mặt lâm động tĩnh như mặt hồ lặng sóng không hề có chút căng thẳng nào hắn nhìn hoa vân thân thể khẽ rung lên nguyên lực trong cơ thể ngay lúc đó cơ hồ được thúc động đến mức tối đa đồng thời một luồng lực thôn phệ trào dâng nguyên khí thiên địa quanh người cuộn trào cuối cùng ngưng tụ trên khoảng không phía trên lâm động bầu trời dường như trong nháy mắt đã tối sầm lại người dương thành cảm nhận được sự khác thường của nguyên khí thiên địa sững người rồi nét mặt xám xịt dần tan đi. Đúng là có bản lĩnh. Mắt Hoa Vân ánh lên sự kinh ngạc, lấy nguyên khí thiên địa dùng cho mình, đây là việc mà chỉ cường giả nhất bàn cảnh mới làm được, nhưng không ngờ Lâm Động chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong mà lại có bản lĩnh này. Xem ra vũ kỹ mà hắn thi triển không tệ. Uỳnh uỳnh, một luồng nguyên lực cuồng bạo không ngừng lan tỏa từ trong người Lâm Động, cuối cùng biến thành một đạo quang trụ chói lòa bắn lên từ đỉnh đầu hắn. Quang trụ bắn lên dường như muốn xé tan cả hư vô. Đúng lúc đó, hai mắt Lâm Động lóe lên một tia kim sắc, ngón tay hắn chậm chậm đưa ra điểm vào không trung. Ầm ầm, khi ngón tay Lâm Động điểm một cái, da thịt trên cánh tay hắn rung lên dữ dội, ánh kim quang tựa như một dòng dịch thể lưu chuyển, với tốc độ chóng mặt không ngừng cường hóa cơ thể Lâm Động. Một cái điểm tay chưa được dùng hết mà không khí đã nổ tung, mái tóc đen của Lâm Động bay phấp phới, y bào phát ra từng tiếng phần phật, thậm chí trên trời còn có mây đen kéo đến. Nhìn cảnh tượng dị thường này, rất nhiều người trong đó có cả Liễu Nguyên và Lăng Trí đều vô cùng kinh ngạc. Được, Hoa Vân nhìn thấy thế, ánh mắt tóe lửa, sự diễu cợt đã tan biến đi nhiều. Thân thể Hoa Vân rung lên, toàn thân dâng tràn nguyên lực, mơ hồ trong luồng nguyên lực còn có sự lạnh lẽo đến thấu xương. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, ngũ chỉ động càn khôn, cuối cùng Lâm Động cũng điểm một ngón tay trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, từ trong cánh tay hắn phát ra những thanh âm trầm nho nhỏ, tiếp đó ánh kim quang lưu chuyển ngày một nhanh lần này lâm động đã thi triển chỉ thứ năm của đại hoang nhân thiên chỉ nếu không phải đã tu luyện tiểu nhất bản kim thân thì e là cánh tay của hắn đã bị nổ tan tành rồi ầm um, nhưng cũng may sức mạnh cuồng bạo đó lâm động cuối cùng cũng chịu đựng được trong bầu hư không bị quang trụ xé tan bỗng tỏa ra một luồng sức mạnh đáng sợ rồi một ngón tay cổ lão khổng lồ tựa như đến từ thời viễn cổ bỗng xuất hiện lơ lửng giữa bầu trời ngón tay cổ lão xuất hiện lúc này được bao quanh bởi vô số những đạo phù văn màu xám phức tạp hơn nữa lần này cái cảm giác thiếu hụt gì đó đã mất đi cũng có nghĩa là đại hoang nhân thiên chỉ lần này không phải chỉ là nửa chỉ mà đã là một chỉ hoàn chỉnh ầm 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 ngón tay khổng lồ lơ lửng trên không trung nguyên khí xung quanh nó sôi sục thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng nổ trầm thấp một luồng sức mạnh khiến người ta phải tê dại cả ra đầu nhất thời cuộn trào tất cả những người đang chứng kiến cảnh này khuôn mặt đều biến sắc làm sao có thể Liễu Nguyên và Lăng Chí ở phía sau đều há hốc mồm nhìn, nhìn sức mạnh như thế, bọn họ biết nếu chiêu này mà công kích họ thì dù có đỡ được cũng phải trả một cái giá rất đắt. Họ thật sự không thể tin nổi, vũ khí lớn mạnh nhường này lại được thi triển bởi một cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Phía sau Lăng Chí không xa, Hải Sa cũng kinh hãi nhìn cảnh tượng đó. Những ý niệm oán hận cũng vào lúc này đã biến mất, đối thủ thế này căn bản hắn không thể động vào. Ánh kim quang dưới da lâm động lưu chuyển, thậm chí đến lông trên người cũng dựng đứng lên đây là lần đầu tiên hắn thi triển hoàn toàn chỉ thứ năm của đại hoang nhân thiên chỉ, uy lực này ngay bản thân lâm động cũng thấy kinh ngạc. Đi, hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc lạnh, lâm động rất muốn đích thân thể nghiệm cường giả nhất bàn cảnh rốt cuộc lợi hại thế nào. Thế là cánh tay hắn rung lên, ngón tay khổng lồ kia xé rách hư không xuất hiện phía trên đầu hoa vân, rồi ấn mạnh xuống. Rắc, nháy mắt, dường như cả không gian đều bị tách ra, mơ hồ còn có tiếng nứt vỡ chuyển ra. Trong mắt hoa vân hiện lên hình ảnh ngón tay khổng lồ, gương mặt vốn đầy vẻ diễu cợt lúc này đã xuất hiện sự nặng nề. Rồi lập tức nguyên lực băng hàn cuộn trào, nhanh chóng hấp thụ nguyên khí thiên địa, với một tốc độ kinh người ngưng tụ quanh người Hoa Vân một ngọn băng sơn màu đen. Ma cực băng sơn, băng sơn với một màu đen tuyền tỏa ra một cảm giác vững chắc không gì lay chuyển nổi. Ngón tay khổng lồ thì tựa như nộ hỏa của thiên thần từ một nơi hư vô xa xôi rơi xuống, với thanh thế kinh người, trước bao nhiêu con người đang nhìn không chớp mắt, ngón tay hung hăng oanh kích ngọn băng sơn, bạn đang đọc chuyện được copy tại sự va chạm này, giống như hai thiên thể lao vào nhau từ hai hướng. Vào thời khắc va chạm xảy ra tất cả mọi người, chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa vang, lên, tai đều bị chấn động đến đau đớn. Rắc rắc, nhưng dù tai có bị đau đớn thì mắt vẫn nhìn chăm chăm về nơi xảy ra va chạm, rồi một thanh âm dẹt dẹt rất nhỏ vang lên. Ô mặc ở phía sau, đồng tử co rút lại. Hắn có thể nhìn thấy trên ngọn, băng sơn kia đã xuất hiện những đường nứt. Ẩm. Vết nứt ngày một lan rộng, chỉ nháy mắt đã lan tỏa ra khắp ngọn núi, cuối cùng ngọn băng sơn khổng lồ trước bao ánh mắt kinh hoàng nổ tung thành từng mảnh. Phụt, băng sơn nổ tung, ánh kim quang chói lòa bắn ra, một đạo thân ảnh được bao quanh bởi ánh kim quang, nhìn thì thấy dường như có dòng dịch thể kim sắc đang chảy khắp cơ thể tạo cảm giác vững chắc không gì lay chuyển. Được, Niết bàn kim thân, nhìn thân ảnh được bao bọc bởi kim quang, trong đoàn người dương thành bỗng có người kêu lên. Hiển nhiên không thể ngờ Hoa Vân lại bị ép đến mức phải thi triển nhất bàn kim thân. Uỳnh, thân ảnh kim sắc nắm chặt nắm đấm rồi tung quyền, giống như một ngôi sao băng kim sắc quanh kích ngón tay khổng lồ kia, kình phong bạo phát, chỉ thấy ngón tay khổng lồ bị đẩy lùi đồng thời cũng dần vỡ tan. Ầm ầm, ngón tay vỡ dần từng chút một, tuy uy lực đại hoang nhân thiên chỉ rất mạnh nhưng dù sao thực lực lâm động mới chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong, còn Hoa Vân đã là cường giả nhất bàn cảnh thật sự vì thế muốn dựa vào một chiêu này mà giành ưu thế thì hiển nhiên là không dễ. Nhưng cũng may là mục đích của hắn đã đạt được. Lâm động lơ lửng trên không, khí huyết trong cơ thể dâng tràn, toàn thân nóng rực, ánh mắt gắn chặt vào thân ảnh ở phía xa. Hoa vân lúc này tóc đã bị chấn động bật tung xóa xuống vai, mơ hồ dường như còn thấy được sự thảm hại. Hơn nữa tất cả mọi người đều đã nhìn thấy hoa vân, lúc này đã không còn ở vị trí cũ nữa. Vụ va chạm vừa rồi đã đẩy hắn lùi sau đến mấy chục trượng mới chặn đứng, được sức mạnh đáng sợ kia thắng thua đã phân định rõ ràng. Đa tạ đã nhường, Lâm Động nhìn Hoa Vân đang nghiến chặt răng, rồi ôm quyền nói. Giọng nói bình tĩnh nhưng lại mang trong nó sự uy hiếp truyền tới. Chương 443, âm mưu ngầm. Không khí ngưng động bao trùm bên ngoài lôi nham cốc, mọi thanh âm dường như đã biến mất, chỉ còn lại vô số những ánh mắt đầy kinh hoàng. Tất cả đã chứng minh đòn công kích kinh thiên vừa nổ ra. Thắng rồi, liễu nguyên vạn vẹo cái cổ có phần khó khăn, nhìn lăng trí lúc này cũng như rớt cả mắt ra ngoài lẩm bẩm nói. Lăng Trí không trả lời, lý trí của hắn vẫn đang tạm thời bị sự kinh ngạc đó áp chế. Mãi lâu sau Lăng Trí mới tỉnh lại, hắn nhìn Hoa Vân bị đánh cho đầu tóc rối tung, cuối cùng chậm chậm gật đầu. Khi gật đầu Lăng Trí cũng đang suy nghĩ, đêm qua hắn vốn hơi bất mãn với thái độ của Lâm Động, với hắn, dù Lâm Động có chút bản lĩnh, nhưng cũng không đủ để hắn cuồng ngạo như thế trước Vương Triều Lăng Vân, nhưng giờ hắn đã hiểu thái độ đó của Lâm Động là có nguồn vốn để chống đỡ sở dĩ lâm động không hề để tâm đến mặt mũi của lăng trí không phải vì hắn ngông cuồng mà là vì hắn thật sự có bản lĩnh chiêu vừa rồi nếu đổi là lăng trí thì dù có tiếp được chiêu cũng chắc chắn bị thương nặng dù gì hắn cũng chưa phải nhất bàn cảnh không thể sánh được với hoa vân có nhất bàn kim thân đoàn người dương thành ở phía sau sau một lúc tĩnh lặng cuối cùng cũng tỉnh lại tiếng hoan hô vang dội khắp trời đất không ít người còn hét to lên tên lâm động hiển nhiên là vô cùng kích động Ma thiết hít sâu một hơi kiềm chế sự chấn động trong lòng, nhìn bọn đường tuyên ở bên cạnh, chỉ thấy gương mặt họ cũng đầy vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Ha ha, thế nào? Ta đã nói là Lâm Động Huynh không phải người bình thường mà các ngươi không tin. Nghe tiếng cười của Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền có phần hối hận. Ban đầu thật sự họ chẳng xem trọng Lâm Động, thậm chí còn nghĩ hắn chỉ muốn bám đuôi họ để vào lôi nham cốc. Những tiếng hoan hô lan tràn khắp nơi, hoa vân cách đó không xa, sắc mặt đã tối lại, kết quả này hiển nhiên quá khác với những gì hắn nghĩ thân là cường giả nhất bàn cảnh hắn rất rõ khoảng cách giữa niết bàn cảnh và tạo hóa cảnh đỉnh phong niết bàn kim thân mà hắn tu luyện theo lẽ thường dù có đứng yên cho tạo hóa cảnh đỉnh phong toàn lực công kích có lẽ cũng chẳng gây ra được tổn thương gì nhưng lần này hắn đã tính nhầm dù gì chẳng ai cũng chẳng ngờ lâm động lại có thể thi triển được môn tuyệt học mạnh đến vậy khí huyết trong người sôi lên nhưng rồi rất nhanh hoa vân đã kìm chế được nhìn thì ngoài ánh mắt có phần giao động ra hoa vân không hề bị thương thế gì quá lớn cảnh tượng này cũng khiến lâm động phải thầm lắc đầu cường giả nhất bàn cảnh quả nhiên bất phàm chỉ thứ năm hoàn chỉnh cơ hồ có thể coi là vũ kỹ mạnh nhất của lâm động ngoài việc tạo cho hoa vân vẻ ngoài hơi thảm hại một chút thì chẳng có hiệu quả gì thực chất cả hoa vân nhìn chằm chằm lâm động môi mím lại sắc mặt lạnh băng nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy tiếng hoan hô của người dương thành cũng nhỏ dần xuống cảnh giác nhìn như sợ hắn trở mặt còn lâm động nhìn ánh mắt sắc lạnh đó của hoa vân hắn chỉ cười nói sao cuộc đánh cược không tính nữa à? Không ngờ Hoa Vân ta hôm nay lại chịu thua thiệt trong tay ngươi. Đã cược thì đương nhiên Hoa Vân ta sẽ không nuốt lời. Nguồn chuyện, Hoa Vân nhìn chăm chăm lâm động một lúc rồi cười khó coi, phẩy phẩy tay nói, vương triều huyền băng bọn ta sẽ không ngăn cản người Dương Thành, các ngươi vào lôi nham cốc nữa. Vừa nói hắn vừa nhìn ô mặc phía sau, lời nói của hắn không nhắc đến. Vương triều đại ô hiển nhiên là không muốn thay mặt cho vương triều đại ô. Lúc trước ta cũng đã đồng ý với cuộc đánh cược, nếu hối hận thì sau này thật không còn mặt mũi nào gặp người khác ô mặc cười nhạt tuy rất kinh ngạc với kết quả này nhưng rõ ràng giờ lật lọng không phải là lựa chọn sáng suốt hơn nữa hắn cũng không cho rằng người dương thành vào lôi nham cốc sẽ gây ra rắc rối gì ngay cả lâm động cũng vậy với nhãn lực của mình ô mặc có thể thấy chiêu vừa rồi của lâm động có lẽ là vũ kỹ mạnh nhất của hắn nhưng cũng chỉ khiến hoa vân lùi lại tính ra hai người này không thuộc một đẳng cấp thực lực của niết bàn cảnh không phải cái tạo hóa cảnh có thể tưởng tượng được thấy hai đại vương triều này không có ý trở mặt, người của Dương Thành mới thở phào, Lâm Động cũng chậm chậm đáp xuống đất, Liễu Nguyên và Lăng Chí lập tức tiến lại bắt chuyện, lời nói cũng không còn sự kiêu ngạo trước đây nữa, thực lực Lâm Động thể hiện đủ để họ đối xử bình đẳng. ở phía xa, Hoa Vân và Ô Mặc cũng đáp xuống, nhìn nhau rồi lắc đầu cười khổ, hiển nhiên là họ không ngờ kết quả lại thế này, tên tiểu tử đó quả thực có chút cổ quái, vũ kỹ mà hắn thi triển e là đã đạt đến vũ kỹ tạo hóa cấp cao đẳng hơn nữa ta ngạc nhiên nhất là với thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong của hắn sao có thể chịu được sức mạnh đáng sợ đó hoa vân nhìn lâm động đang như người anh hùng trong đám người dương thành nói hắn tu luyện một thứ vũ kỹ luyện thể không tệ có phần giống với niết bàn kim thân nhưng ta cũng phải thừa nhận hắn khá cổ quái khi hai bên giao đấu ô mặc hiển nhiên luôn chú ý đến lâm động đương nhiên hắn cảm nhận được sự khác thường khi lâm động thi triển tiểu niết bàn kim thân đúng là có chút phiền phức nhưng nếu động thủ thật sự thì hắn không có nhiều cơ hội đâu Hoa Vân khẽ thở ra, dường như muốn chút bỏ hết sự bực bội. Ừm, ô mặc cũng không cảm thấy bất ngờ, Hoa Vân chịu thua thiệt trong cuộc đánh cực này, nhưng nếu thật sự động thủ thì đương nhiên sẽ không cấp cho Lâm Động cơ hội. Khoảng cách giữa niết bàn cảnh và tạo hóa cảnh, không phải chỉ dùng vũ khí là có thể lấp đầy được. Vào trong thôi, lần này chúng ta cứ hợp tác trước, còn việc viễn cổ bí thực thuộc về ai đến khi có được rồi sẽ tính. Hoa Vân quay lại nhìn lôi nham cốc mờ ảo trong đám sương khói, nói rồi vẫy tay, rất nhanh phóng đi phía sau đám cường giả của vương triều huyền băng cũng nhanh chóng đi theo ô mặc khẽ gật đầu rồi cũng lập tức dẫn người đi theo rồi tất cả cùng biến mất trong đám sương mù mờ ảo trong lôi nham cốc chúng ta cũng vào thôi nhỉ thấy hai đại vương triều đã vào lôi nham cốc liễu nguyên và lăng trí nhìn nhau với ánh mắt kích động rồi nhìn lâm động ngữ khí mang hơi hướng hỏi ý kiến lâm động gật đầu gọi mạc lăng và ma thiết rồi đoàn người dương thành trong tiếng hoan hô vang dậy cùng ào ạt tràn vào lôi nham cốc trong vùng núi thâm sâu này Lôi nham cốc giống như con yêu thú vô hình há to cái miệng khổng lồ, bất luận có bao nhiêu người nó cũng có thể nuốt hết. Khi bóng người cuối cùng biến mất trong lôi nham cốc, trên không trung, một đạo thân ảnh duyên dáng mới hiện ra. Người này nhìn khoảng đất còn lại sau cuộc giao đấu của Lâm Động và Hoa Vân với ánh mắt thích thú, khẽ cười nói, "Có được lực chiến đấu thế này khi mới chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong, nếu hắn lên niết bàn cảnh thì sẽ cường hãn đến thế nào?" Thật khiến người ta kinh ngạc, không ngờ ở nơi thế này lại gặp được người như thế. Dứt lời, thân ảnh đỏ khẽ vươn vai, ánh mắt khẽ dao động, nhìn về đỉnh núi cách đó không xa, khẽ mím môi rồi bay vào lôi nham cốc. Vài phút sau khi đạo thân ảnh thần bí đó vào lôi nham cốc, không khí bên ngoài lôi nham cốc khẽ chấn động, một vài hắc ảnh bỗng vụt ra. Nữ tử đó dường như đã phát hiện ra chúng ta. Một hắc ảnh nói với giọng khàn khàn lạnh lùng. Không cần để ý, chúng ta nhất định phải có bí thượng, viễn cổ bí tàng đó không phải loại bảo tàng bình thường. Nếu có được, chúng ta nhất định sẽ vượt trội trong bách triều đại chiến. Một người khác lạnh lùng nói, "Không ngờ vương triều Huyền Băng và Đại Ô cũng đến đây, hai tên đó cũng rất phiền phức đấy. Chỉ là hai tên mới thành niết bàn cảnh không lâu, không thể coi là rắc rối gì lớn. Vương triều của chúng cũng chẳng là gì với vương triều Ma Nham chúng ta." Hắc ảnh kia lại lên tiếng, rồi hắn không nói gì thêm, vẫy tay một cái biến thành một thân ảnh quỷ mị bay vào trong đám sương mù. Vút vút, theo sau hắn, các đạo hắc ảnh còn lại cũng đi theo. Sau khi chúng vào trong Lôi Nham cốc, nơi đây mới thực sự trở nên yên tĩnh nhưng không khí mơ hồ như có hàn ý. Có lẽ, khi người từ các nơi vào trong, lôi nham cốc sẽ không thể yên tĩnh được nữa. Chương 444, Thạch Điện Lôi nham cốc có thể coi là khu vực khá đặc thù trong sơn mạch lôi nham. Ở sâu trong dãy sơn mạch này, núi cao hiểm trở, địa hình phức tạp. Nghe nói rất lâu trước đây có một luồng lôi điện đánh xuống, tách rời dãy núi nối liền, rồi mới dần hình thành lôi nham cốc ngày nay. Có lẽ cũng vì luồng lôi điện đó mà bên trong lôi nham cốc, tràn đầy khí tức lôi điện, trong sơn cốc yêu thú vô số chúng dường như chịu ảnh hưởng của vùng đất này mà biến dị không chỉ đi lại như gió mà còn phun ra được lôi điện so với yêu thú ở bên ngoài khó đối phó vô cùng diện tích bên trong lôi nham cốc khá lớn vì thế dù đột nhiên có lượng lớn người tràn vào cũng không ảnh hưởng gì lớn chỉ là sương khói đậm đặc bên trong này khiến tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều lôi nham cốc vốn rất yên tĩnh vì một đám khách không mời mà trở nên ồn ào bốn bề mơ hồ có tiếng gầm rú của yêu thú ở đây vốn là địa bàn của chúng những con người này đều là kẻ ngoại lai mà với những kẻ ngoại lai chúng chưa từng nương tay hơn nữa trong lôi nham cốc ngay cả phần ngoại vi cũng mọc không ít loại linh dược những người kẻ này một khi đã vào thì thấy gì là lấy cái đó hành động ấy không chọc giận dân bản địa mới là lạ vì thế đoàn người vào lôi nham cốc không được bao lâu xung quanh đã vang vọng tới những thanh âm sao động và hỗn loạn chắc có người bị yêu thú tấn công rồi nhất thời Đủ mọi thanh âm huyên náo và tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến ai cũng phiền muộn. Lâm Động huynh bảo bối ở sâu trong Lôi Nham Cốc, nhưng dọc đường nhiều yêu thú, khí độc khắp nơi, dù là cường giả bán bộ niết bàn cũng phải cẩn thận. Chúng ta coi như đã trên cùng một con thuyền, chúng ta cùng tiến lên, thế nào? Liễu Nguyên nhìn vùng ngoại vi mù mịt sương khói, rồi cười hỏi ý kiến Lâm Động. Cũng được, Lâm Động cũng không phản đối, Lôi Nham Cốc quả đúng là vô cùng nguy hiểm, nếu tạm thời liên thủ được cũng được an toàn hơn một chút hơn nữa lúc trước thấy vương triều huyền băng và đại ô, chắc là đều đã đi vào rồi, nếu đi muộn thì có lẽ sẽ chẳng được cái gì. Đi nào, theo ta, Lâm Động quay lại nói với bọn Mạc Lăng và Ma Thiết, giờ coi như Lâm Động là người dẫn đầu, hơn nữa theo hắn thấy, nếu có chuyện gì, có bọn họ cũng trợ lực được không ít. Lâm Động và Lăng Trí, Liễu Nguyên, sau khi đồng ý tạm thời hợp tác lập tức tăng tốc đi vào sâu trong lôi nham cốc, những người dương thành khác, một số cũng nhanh trí đi theo trong lôi nham cốc có rất nhiều con đường bằng đá giao cắt nhau như mê cung nhưng cũng may bọn liễu nguyên có được không ít tin tình báo về nơi này nên đi cũng không quá khó khăn lâm động cũng nhàn nhã thỉnh thoảng lại có yêu thú xông ra nhưng chưa đến chỗ hắn thì đã bị đám người kia cùng ra tay đánh tan thành vụn khi đoàn người lâm động tiến về phía trước hắn cũng thấy trên đường có dấu chân và xác yêu thú có lẽ là do hai đại vương triều kia để lại cứ đi như thế khoảng mười mấy phút sau con đường đá ngoằn ngoèo cuối cùng cũng xuất hiện những cảnh tượng khác đi đó là một tấm màn lôi điện đang bắn ra những tia điện sáng chói khi chạm xuống đất phát ra những tiếng nổ lách tách trong tấm màn đó lâm động cảm nhận được một sức mạnh khá lớn lâm động nheo mắt nhìn tấm lưới điện đó dù là cường giả bán bộ niết bàn muốn xông qua cũng phải chịu khổ không ít lâm động huynh tấm màn này do lôi thạch hấp thụ lôi đình mà hình thành nên uy lực vô cùng lớn bình thường trên bầu trời lôi nham cốc đều là mây tích điện, trong môi trường thời tiết như thế, uy lực của tấm màn lôi điện này lại càng tăng gấp mấy lần, ngay cường giả nhất bàn cảnh cũng khó lòng đi qua. Nhưng cũng may mỗi tháng đều có mấy ngày mây tan, muốn vào sâu trong lôi nham cốc phải nắm được thời cơ, vì thế mà rất nhiều người đều tranh thủ lúc này. Thấy Lâm Động chăm chăm nhìn tấm màn lôi điện kia, Liễu Nguyên mỉm cười giải thích. Ồ, Lâm Động lúc này mới chợt hiểu, hắn đang phiền muộn tại sao hai đại vương triều kia sớm không đến muộn không đến lại đến đúng. Vào lúc này, thì ra là vì tấm màn lôi điện này. Lâm Động Huynh, e là chỉ có cường giả bán bộ Niết Bàn mới đi qua được nó, những người khác đành ở lại bên ngoài. Ma Thiết cũng nhìn Lâm Động rồi chuyển sang nhìn ba người Mạc Lăng, nói. Không sao, nghe thấy Lâm Động lắc đầu cười, nói với ba người Mạc Lăng, mọi người cứ đi theo sau ta là được. Ba người Mạc Lăng vẫn luôn theo Lâm Động, cũng giúp được không ít, nay khó khăn lắm mới tìm thấy bảo tàng. Đương nhiên Lâm Động cũng không muốn bỏ lại họ bên ngoài, khi nghe Lâm Động nói thế ba người Mạc Lăng cũng cảm động gật đầu. Đi thôi, Lăng Chí, Liễu Nguyên cũng đã sắp xếp xong, họ đem theo hết cường giả bán bộ nhất Bàn, ôm quyền chào Lâm Động một cái rồi xông vào tấm màn lôi điện. Xẹt xẹt, khi họ lao vào, tấm màn lập tức phát ra những tiếng nổ khiến người ta có cảm giác dựng tóc gáy. Đi thôi, Lâm Động vẫy tay bước vào trong tấm màn rồi tâm thần khẽ động, một đạo lực thôn phệ dần lan tỏa bao trùm lấy ba người Mạc Lăng, đang lo lắng thấp thỏm dường như lực thôn phệ hình thành quanh họ một tấm màn chắn vô hình những tia điện cuồng bạo kia khi tiếp xúc với tấm màn bảo hộ lập tức tan đi những tia lôi điện trải qua sự thôn phệ và luyện hóa của lực thôn phệ lượn quanh cơ thể lâm động rồi bị lâm động cưỡng chế hút vào thân thể trước đây khi tu luyện đại nhật lôi thể lâm động đã từng hấp thụ lôi đình vì thế lần này cũng nhẹ nhàng chứ không có gì trở ngại nhờ tác dụng đặc biệt của lực thôn phệ tấm màn lôi điện có thể khiến cường giả bán bộ niết bàn phải chịu khổ kia đã không còn chút thách thức nào với lâm động vì thế hắn không khỏi bật cười khi thấy bọn ma thiết, cách đó không xa đang toàn thân run rẩy. Đi qua tấm màn lôi điện không mất quá nhiều thời gian, chỉ mấy phút lâm động đã đưa ba người Mạc Lăng và Tiểu Viêm an toàn đi qua, rồi quay lại nhìn đám người ma thiết bị lôi điện làm cho tóc tai dựng đứng lên, mà không khỏi buồn cười. Cuối cùng cũng vào rồi. Đám người Mạc Lăng khi vượt qua được tấm màn lôi điện thì thở phào nhẹ nhõm, rồi ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía trước. Xuất hiện trước mặt đám lâm động là một sơn cốc khổng lồ ở chính trung tâm là một tòa thạch điện to lớn đứng sừng sững. Tòa thạch điện này mang đầy dấu vết thời gian, đã có phần bị hủy hoại, chắc tồn tại đã lâu rồi. Hiển nhiên đây chính là mục tiêu cần đến của bọn Lâm Động. Cái gọi là viễn cổ bí thược có lẽ ở trong tòa thạch điện khổng lồ này. Ha ha, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Các vị, tiếp theo có thu hoạch gì thì phải xem cơ duyên mỗi người rồi. Nhìn tòa thạch điện, Liễu Nguyên không kìm được mà cười lớn, rồi dẫn người vào trong cửa lớn của thạch điện đã bị mở có lẽ là do hai đại vương triều kia làm xung quanh cũng có nhiều dấu chân bên trong thạch điện rất rộng vô số hành lang đan nhau kéo dài đến tận sâu vào bên trong bọn lăng trí vừa vào trong là tách ra tìm các loại bảo bối nhất thời bận rộn nhưng rất hưng phấn chúng ta đi bên này lầm động không dừng lại ở đây mắt hán nhìn về phía một dãy hành lang mắt lóe sáng rồi vẫy tay đi trước dẫn đường bạn đang đọc chuyện tại ww chuyện phun ba người bọn mạc lăng đương nhiên không chút do dự mà theo hắn còn ma thiết đường tuyên và lưu huyền thì hơi do dự nhưng rồi cũng đi theo bọn họ nghĩ theo bên cạnh lâm động chắc sẽ an toàn hơn bọn lâm động đi qua hành lang mắt lâm động càng sáng hơn thậm chí còn ánh lên sự kích động lúc nãy khi mới vào thạch điện hắn đã cảm nhận được tinh thần lực của mình có dấu hiệu sôi sục tình hình đó lâm động rất hiếm khi gặp nhưng hắn biết chỉ khi tinh thần lực cảm ứng được linh vật thiên địa có liên quan mật thiết với nó thì mới có động tĩnh như vậy điều này hiển nhiên cho thấy trong lôi nham cốc thứ hấp dẫn tinh thần lực của lâm động chỉ có một thứ đó chính là thiên phù linh thụ mà hắn nằm mơ cũng muốn có sau mấy phút cuối cùng thân ảnh cũng dừng lại trước mặt bọn lâm động xuất hiện một gian thạch thất rộng lớn gian thạch thất này có một luồng năng lượng kinh người mùi dược hương nồng nặc không ngừng lan tỏa rõ ràng đây là một gian phòng dùng để cất giữ linh dược lâm động nhìn lứt căn phòng rộng lớn cuối cùng dừng lại ở vị trí trung tâm ở đó là một cái cây đã khô vàng nhìn từ xa các cành nhánh trên cây tựa như những phù văn thần bí do thiên nhiên tạo nên, cơ hồ có cả sức mạnh thần kỳ có thể nối liền trời đất. Thiên phủ linh thụ, nhìn cái cây đại thụ này, hai mắt lâm động bỗng chốc lóe sáng đến cực hạn. Chương 445, phù văn. Mùi hương dược liệu sộc tới, năng lượng kinh người cũng khiến bọn ma thiết ở bên cạnh phải há hốc mồm, hít thở cũng trở nên khó khăn nhìn linh dược trong gian thạch thất. Lâm động khẽ thở ra rồi chậm chậm bước vào. Khi đi vào rồi hắn mới cảm nhận hết được sự rộng lớn của gian thạch thất. Bên trong có rất nhiều loại linh dược nhưng Lâm Động không để tâm Hắn chỉ nhìn chăm chăm vào thiên phủ linh thụ Ở phía xa kia và bước nhanh về phía đó Bọn Mạc Lăng theo phía sau Lúc này họ cũng phát hiện thấy mục tiêu của Lâm Động Ánh mắt có chút chấn động Tuy đều đã biết bên trong lôi nham cốc có thiên phủ linh thụ Nhưng khi nó xuất hiện trước mắt Dù đã có sự chuẩn bị cũng không khỏi mất bình tĩnh Hà hà, Lâm Động huynh vận khí thật tốt Hồi đó khi thông tin về thiên phủ linh thụ truyền ra không ai biết được thật hay giả không ngờ chúng ta vừa mới vào đây không lâu đã gặp được rồi, ma thiết cười nói, ánh mắt có chút ngưỡng mộ. Độ quý hiếm của thiên phù linh thụ đương nhiên hắn biết, nhưng hắn cũng không phải loại không biết điều. Nếu trên đường đến đây lâm động không có biểu hiện gì đặc biệt, thì có lẽ còn có thể tranh giành thiên phù linh thụ với hắn, nhưng hai lần ra tay của lâm động đã hoàn toàn chấn áp được họ. Bạn đang đọc truyện tại www chuyện phun vì thế khi thấy lâm động không hề che giấu sự muốn có thiên phù linh thụ bọn ma thiết đương nhiên sẽ không nói gì nhiều quay người đi lấy những linh dược gần đó. Những thứ này nếu bán đi cũng đổi được không ít nhất bản đan. Cuối cùng Lâm Động dừng bước trước Thiên phủ Linh Thụ. Khi đứng gần hắn cảm càng thấy rõ hơn vô số những đường vân chẳng chịt trên thân cây. Những đường vân đó tự thần kỳ tựa kiệt tác của trời đất, khiến người ta phải chìm đắm. Khi quan sát kỹ cây Thiên phủ Linh Thụ này, ánh mắt Lâm Động càng thêm nóng bỏng. Lâm Động huynh, nếu thích thì mau lấy đi, để lâu dễ sinh biến, mà thiết lấy được hơn 10 gốc linh dược khá quý hiếm, rồi tiến lại nhìn lâm động đang quan sát thiên phủ linh thụ cười nhắc nhở lâm động cười cười ánh mắt chấp chới nhưng không động thủ ngay hê hê thứ linh vật thiên địa này là thứ cho đám nhãi nhép các ngươi hưởng sao bỗng một chàng cười lạnh lẽo vang lên từ trong gian thạch thất kẻ nào tiếng nói bất ngờ vang lên khiến bọn ma thiết lập tức cảnh giác nguyên lực toàn thân nổi lên quát lớn vút đúng lúc ấy một đạo hắc ảnh vụt đến như quỷ mị rồi lơ lửng trên không trung đứng từ trên cao nhìn xuống bọn ma thiết trên gương mặt âm u lạnh lẽo đó hiện lên sự coi thường, hắn cười lạnh nói, nể tình các ngươi đã dẫn đường nên ta không giết, cút đi, vừa nói, kẻ đó vừa bước ra, một luồng khí tức mạnh mẽ trào dâng khiến sắc mặt bọn ma thiết kịch biến, kêu lên thất thanh, niết bàn cảnh. Đáng chết, tên này ở đâu ra vậy? Lại là một cường giả nhất bàn cảnh, Mạc Lăng đứng phía sau Lâm Động thấp giọng chửi. Lâm Động nheo mắt, hắn không thấy lạ, hắn biết không chỉ có Vương Triều Huyền Băng và Đại Ô là bị Viễn Cổ Bí Thược hấp dẫn, trong bóng tối chắc chắn còn có những kẻ khác đang nhăm nhe, mà những kẻ trước mắt đây là một trong số đó. Trước khí tức của Hắc Ảnh kia, sắc mặt Ma Thiết tối lại, hai tay nắm chặt, nhưng chẳng có cách nào, đối diện với cường giả nhất bàn cảnh họ căn bản không thể chống lại. Nhìn bọn Ma Thiết bỗng trở nên yên lặng, đạo Hắc Ảnh kia cười đắc ý, thân hình khẽ động bay về phía Thiên Phù Linh Thụ. Khốn kiếp, thấy vậy toàn thân bọn Mạc Lăng đều căng thẳng, hai mắt lâm động càng nheo lại chặt hơn nhưng đúng khi ánh mắt lâm động đang lấp lánh định động thủ thì ma thiết đã kéo lại lắc đầu nói nhỏ thôi đi chúng ta không đánh lại được hắn đâu ma thiết biết rõ tuy bên ngoài lôi nham cốc lâm động đã dùng một chiêu đẩy lui được hoa vân nhưng không có nghĩa là giờ hắn có thể chống lại được cường giả nhất bàn cảnh nếu giờ mà chọc giận vị cường giả nhất bàn cảnh thần bí này thì e là, là lành ít giữ nhiều yên tâm lâm động khẽ cười rồi nghiêng đầu nhìn hắc ảnh như đại bàng lao về phía thiên phù linh thụ tốc độ kẻ đó vô cùng nhanh dường như chỉ chớp mắt hắn đã xuất hiện ở phía trên thiên phù linh thụ bàn tay nắm một cái nguyên lực hùng hồn hình thành nên một bàn tay khổng lồ tóm về phía thiên phù linh thụ thế nhưng khi bàn tay nguyên lực đó sắp chạm tới thiên phù linh thụ thì bỗng cái cây với cành lá vốn đang tĩnh lặng bỗng rung lên cành cây tỏa ra một quang mang màu xanh lục cơ hồ còn có mùi tanh nồng khiến sắc mặt lâm động cũng phải thay đổi đạo hắc ảnh đó hiển nhiên cũng không ngờ thiên phù linh thụ cũng biết tấn công sắc mặt cũng thay đổi nhưng tốt xấu thế nào thì hắn cũng là cường giả nhất bàn cảnh thân hình di chuyển một cách quỷ dị tránh được hết những đòn tấn công của cành cây sau đó bàn tay như cây đao sắc bén chém ra một đạo kình phong chặt đứt không ít cành cây có điều thủ đoạn cứng rắn đó của hắn không chỉ không có hiệu quả gì rõ rệt mà ngược lại như đã kích nộ thiên phù linh thụ những cành cây bị chặt đứt lại sinh trưởng với tốc độ kinh người rồi tấn công như bão táp về phía hắc ảnh bọn ma thiết há hốc miệng nhìn cảnh tượng đó hiển nhiên họ không thể ngờ một cái cây lại có lực chiến đấu mạnh mẽ đến vậy. Thiên phù linh thụ không phải thứ bình thường, nó đã có một chút linh trí, hơn nữa cành cây có bao chất kịch độc. Thứ kịch độc đó được gọi là thiên phù độc, nếu bị dính phải thì dù là cường giả nhất bàn cảnh cũng sẽ rắc rối lớn. Nhìn nét mặt kinh ngạc của Lâm Động, Lâm Động cười thản nhiên nói. Trước đó hắn không lập tức hành động cũng là vì biết điều đó. Thứ linh vật này không phải nói lấy là lấy được. Dù là cường giả nhất bàn cảnh cũng phải thận trọng, chỉ một chút bất cần là có thể hỏng việc. Vậy chúng ta đi trước thôi, Ma Thiết ở bên cạnh nói. Cường giả nhất bàn cảnh thần bí kia vừa nhìn là biết không phải loại dễ nói chuyện. Khi hắn giải quyết được thiên phù linh thụ thì e sẽ đến lượt họ mất. Đi, gặp được loại bảo vật này sao có thể về tay không được. Lâm động cười, hắn nhìn chăm chăm vào hắc ảnh đang bị vô số cành cây tấn công, rồi thân hình rung lên bay thẳng tới. Thấy hành động của lâm động, trái tim ma thiết như có rút lại, toàn thân run rẩy. Hắn thực sự không ngờ lâm động, lại to gan đến mức dám tranh đoạt với cường giả nhất bàn cảnh. Tiểu tử, ngươi dám? Hắc ảnh bị thiên phù linh thụ cuốn lấy cũng cảm nhận được hành động của Lâm Động, ánh mắt lóe lên hàn quang hét lên. Tuy nhiên, với sự uy hiếp đó Lâm Động chỉ cười nhạt, thi triển thái thanh du thiên bộ, thân hình biến thành một làn khói xanh né tránh thiên phù linh thụ. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, không chặt đứt bất cứ cành cây nào, vì hắn biết thứ này càng chặt càng mạnh, nếu cứ cố tình cường hãn chặt sớm muộn gì cũng bị vùi lấp. Đến lúc đó thiên phù độc chui vào cơ thể, có là cường giả nhất bàn cảnh. Đi nữa cũng sẽ vô cùng thê thảm. Thân hình nhanh nhẹn tránh hết những cành cây đánh tới. Sau đó trước ánh mắt vẫn nộ của hắc ảnh, lầm động xuất hiện trên thân thiên phù linh thụ, mắt nhìn vào vị trí trung tâm. Ở đó các đường vân cây hình thành nên phù văn kỳ lạ, trên phù văn dường như còn phát ra ánh huỳnh quang. Đây mới là trung tâm của thiên phù linh thụ, mà năng lượng kỳ dị quanh nó cũng ngưng tụ trên phù văn này. Chỉ cần lấy nó đi là có thể lấy được khống chế được thiên phù linh thụ. Ha ha, nhìn Phù Văn tạo nên từ vân cây ngay gần đó, Lâm Động nhếch môi cười. Lúc này Thiên Phù Linh Thụ dường như cũng cảm nhận được gì đó, lập tức bắn cành cây mang Thiên Phù độc về phía Lâm Động. Vút, có điều Lâm Động lúc này cũng không để tâm công kích của Thiên Phù Linh Thụ, bàn tay cong lại đánh mạnh ra, kình phong mạnh mẽ cuộn trào, tóm vào Phù Văn rồi kéo mạnh ra. Phù Văn lấp lánh ánh huỳnh quang đã bị tách khỏi thân cây. Bộp bộp, mất đi Phù Văn, Thiên Phù Linh Thụ khô héo đi thấy rõ, cành cây cùng rơi b bộp xuống đất lâm động cầm phù văn lật tay một cái cất vào túi càn khôn ngay sau đó hắn liền cảm nhận được sát y nồng nặc phía sau lưng tiểu tử cho ngươi một cơ hội chủ động giao nạp tự chặt một tay có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng hắc ảnh lơ lửng trên không trung ánh mắt âm u như hồn ma bóng quỷ trừng trừng nhìn lâm động giọng nói tràn đầy sát khí khiến sắc mặt bọn ma thiết tái nhợt thế nhưng những lời tiếp theo của lâm động đã khiến toàn thân họ lạnh toát lâm động nói rất đơn giản chỉ có hai chữ nhưng khiến hắc ảnh đó không kìm được tức giận mà rung lên bần bật, nằm mơ, nhìn hắc ảnh bạo nộ đến cực điểm, bọn ma thiết biết đã đắc tội vị cường giả nhất bàn cảnh này rồi. Chương 446, tuyệt chiêu. Giỏi, thật là to gan lớn mật. Sắc mặt của kẻ kia lúc này đã tối đen đến cực hạn, hắn nhìn Lâm Động với ánh mắt không hề che giấu sát ý, "Tiểu tử, ngươi tưởng có thể đẩy lùi được cường giả nhất bàn cảnh, là có thể ngông cuồng trước mặt ta sao?" Hắn nói vậy hiển nhiên là hắn cũng đã chứng kiến cảnh giao đấu giữa Lâm Động và Hoa Vân ngoài lôi nham cốc, nhưng với hắn thì thật nực cười, nếu thật sự giao đấu, với chút thực lực của Lâm động căn bản không thể cầm cự quá 10 hiệp. Lâm động cười cười, cũng không phản bác gì, nhưng cũng không có dấu hiệu gì là sẽ giao nạp Thiên phù linh thụ. Hành động đó của hắn cũng đã khiến ánh mắt kẻ kia càng tối tăm hơn. Bọn ma thiết ở phía dưới nhìn cảnh đó sắc mặt cũng tái nhợt. Khi ở ngoài lôi nham cốc, tuy cũng đã chứng kiến việc giữa Lâm động và Hoa Vân, nhưng dù sao đó cũng chỉ là cá cược còn lúc này Hắc Ảnh kia hiển nhiên chẳng phải loại thân thiện gì. Nếu Lâm Động không giao ra Thiên Phù Linh Thụ thì e hắn sẽ không để yên. So với sắc mặt nhợt nhạt của bọn ma thiết, ba người Mạc Lăng thì tim càng đập dồn dập hơn, nhưng nhất thời đã lựa chọn tin tưởng vào Lâm Động. Họ đến chiến trường Viễn Cổ cũng một thời gian rồi, từ đầu chí cuối Lâm Động đã tạo ra vô số kỳ tích, dường như tuyệt chiêu của hắn không bao giờ hết. Trong gian thạch thất rộng lớn, không khí có phần ngưng động lại mơ hồ có hàn ý âm u lan tỏa khiến sắc mặt ai nấy cũng thay đổi bất định. Tiểu tử, ngươi đã đánh mất cơ hội cuối cùng rồi đấy. Không khí căng thẳng kéo dài một lúc, cuối cùng hắc ảnh lên tiếng. Nghe hắn nói vậy, bọn ma thiết khẽ run lên, rõ ràng cường giả nhất bàn cảnh này đã không nhẫn nại được nữa rồi. Hắc ảnh bước ra một bước, nguyên lực hùng hồn cuộn trào, dưới lớp da hắn có ánh kim quang lưu chuyển. Hắn không thi triển vũ kỹ mà biến thành một tia sáng mơ hồ, nắm đấm lao về phía lâm động với tốc độ nhanh hơn chớp. Không khí như nổ tung theo nắm đấm của hắn. Cường giả nhất bản cảnh có nhất bàn Kim thân chân chính, đó chính là vũ khí mạnh nhất của họ, ngay cường giả bán bộ nhất bàn cũng không thể chống cự. Hắc ảnh đó cũng không hề có ý định nương tay, quyền phong mạnh mẽ nhằm thẳng ngực Lâm Động mà lao tới, nếu quyền này chạm vào mục tiêu có lẽ sẽ tạo nên một cái lỗ hổng máu me. "Nguồn chuyện, hừ, thấy thủ đoạn tàn độc của kẻ kia, ánh mắt Lâm Động trở nên lạnh lẽo, nhưng hắn cũng không lùi về sau." thân hình rung lên, dưới lớp da cũng phát ra ánh kim quang. Ánh kim quang này tuy không bằng được kẻ kia, nhưng cũng có cảm giác vững chắc không thể xuyên thủng. Kim quang lan tỏa dưới da Lâm Động, sức mạnh to lớn cũng dâng trào từ trong cơ thể hắn. Hai mắt Lâm Động tóe lửa, dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn ma thiết, Lâm Động giờ nắm đấm được bao phủ bởi kim quang oanh kích thẳng về phía Hắc Ảnh. Ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một luồng năng lực cuồng bạo cuộn trào, một số loại linh dược ở xung quanh nổ tung thành vụn thân hình lâm động bật lùi về sau cùng lúc đó trên cơ thể hắn không ngừng phát ra những tiếng nổ nhỏ rõ ràng là bị sức mạnh vô cùng lớn xâm nhập vào cơ thể sức mạnh đáng sợ đó đủ để khiến một cường giả bán bộ niết bàn nổ tung nhưng lâm động dù bị bật ra sau nhưng không hề có dấu hiệu bị trọng thường ánh kim quang trên cơ thể ngược lại còn phát sáng hơn bịch thân thể lâm động cuối cùng đập mạnh vào một cột trụ to lớn cây thạch trụ to đến mấy người ôm lập tức xuất hiện đầy vết nứt còn lâm động cũng đứng vững lại được nhìn lâm động sau khi tiếp một quyền của cường giả nhất bàn cảnh mà không hề có dấu hiệu trọng thương bọn mạc lăng lập tức hít vào một hơi khí lạnh đầu óc bắt đầu hỗn loạn nhất bàn kim thân trên trời hắc ảnh kia nheo mắt nhìn ánh kim quang chập trờn dưới da lâm động rồi dường như hiểu ra được điều gì cười lạnh nói thì ra là một môn vũ kỹ luyện thể tương tự nhất bàn kim thân chẳng trách ngươi ngông cuồng như vậy có điều nếu ngươi thật sự tưởng rằng chỉ dựa vào nó mà đối kháng được với cường giả nhất bàn cảnh thì ta cho ngươi hay Ngươi quá ngây thơ rồi. Vừa dứt lời, toàn thân Hắc ảnh kia bộc phát ánh kim quang chói lòa, ánh sáng ấy hơn tiểu nhất bản kim thân của Lâm Động không biết bao nhiêu lần. Để xem thứ nhất bản kim thân nửa mùa của ngươi đỡ được mấy đòn công kích của ta, lần này Hắc ảnh kia đã dùng triệt để sức mạnh của nhất bản kim thân. Khi thấy ánh kim quang ngày một chói lòa, sắc mặt Lâm Động cũng có chút nặng nề. Qua cú va chạm vừa rồi hắn cũng đã hiểu sức mạnh của cường giả nhất bàn. Lâm Động có thể đỡ được nhờ tiểu nhất bản kim thân nhưng trung quy không thể nào chống cự được với kẻ kia. Bất luận thế nào thì thực lực của hắn vẫn kém nhất bàn cảnh quá xa. Thân ảnh được bao bọc, bởi ánh kim quang mang sức mạnh rời núi lấp biển càng ngày càng tới gần lâm động. Thứ kinh phong với áp lực rất lớn đó khiến mặt đất chỗ lâm động, đứng vỡ ra thành vô số vết nứt. Lâm động, mau chạy đi, bọn ma thiết thấy thế tim như muốn nhảy ra ngoài, hét lên với lâm động. Rõ ràng tên cường giả nhất bàn cảnh kia đã dùng toàn lực, hắn muốn hạ sát thủ. Có chạy nổi không? trong ánh kim quang phát ra tiếng cười chói tai của tên cường già nhất bàn cảnh hắn nhìn gương mặt bình tĩnh của lâm động cứ nghĩ đến lát nữa gương mặt đó sẽ nát như tương hắn lại tràn đầy khoái cảm sặc mùi tanh của máu vút kim quang lướt qua nắm đấm như được đúc từ vàng cuối cùng phá vỡ không khí nhằm vào đầu lâm động mà đánh tới với tốc độ đó khoảng cách đó có nhanh đến mức nào đi nữa cũng chẳng thể tránh nổi người chết đi gương mặt kẻ kia đầy vẻ hung tàn thế nhưng khi nắm đấm của hắn tung ra dường như hắn nhìn thấy trong mắt lâm động ánh lên vẻ chế diễu chưa kịp suy nghĩ về ánh mắt đó của lâm động thì một tia hồng quang đột nhiên bắn tới ngay sau đó là nắm đấm lạnh băng như làm từ kim loại nặng nề lao về phía quyền phong của hắn sức mạnh đáng sợ cuồn cuộn dâng trào trong gian thạch thất mặt đất nứt vỡ một cây thạch trụ nổ tung thậm chí cả thạch thất như muốn đổ sập bọn ma thiết vội vàng lùi sau sắc mặt nhợt nhạt nhìn khung cảnh đầy khói mù loại công kích thế này dù lâm động có mạnh hơn nữa cũng chắc chắn chết ầm 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 nhưng đúng lúc đó trong đám khói mù dày đặc một đạo thân ảnh bỗng bắn ra hai chân cắm xuống mặt đất vẽ nên hai đường sâu hoắm cũng đúng lúc đó sức mạnh đáng sợ bùng ra từ trong cơ thể tỏa ra khiến không khí nổ tung thân ảnh bắn ngược ra sau đó cuối cùng đâm sầm vào một bức tường rồi thân thể mềm ra miệng phụt ra một ngụ máu tươi ánh mắt bọn ma thiết lập tức nhìn chăm chăm vào đạo thân ảnh đó cơ thể lập tức như đóng băng hai tròng mắt lùi ra như gặp phải ma vì đạo thân ảnh bị bắn ra và hộc máu đó lại chính là gã cường giả nhất bàn cảnh, thần bí kia. Sững sờ nhìn cảnh tượng đó, bọn ma thiết phát hiện não mình như trong trạng thái tê liệt, thậm chí không chỉ họ, ngay Hắc Ảnh là nhân vật chính cũng không thể tin được mà ngẩng lên, lau vết máu nơi khóe miệng rồi chừng chừng nhìn vào đám mây mù. Một lúc sau, đến khi từ trong đám mây mù phát ra tiếng bước chân khoan thai họ mới quay lại, thấy một đạo thân ảnh với gương mặt bình tĩnh không chút dao động. Bọn ma thiết dừng ánh mắt ở gương mặt bình tĩnh của Lâm Động, rồi bỗng phát hiện phía sau hắn còn có một thân ảnh cao lớn, tựa như hộ vệ trung thành nhất. Ánh mặt họ nhìn theo hướng đó, thân ảnh đỏ rực như lửa kia, họ không nhìn rõ gương mặt nhưng sức mạnh to lớn mà thân ảnh đó vừa tỏa ra cũng khiến suy nghĩ của họ có phần hỗn loạn. Mãi lúc lâu sau mới có những giọng nói, với vẻ đầy kinh ngạc len lỏi qua kẽ răng họ. Cường giả nhất, niết bàn cảnh. Chương 447, chủ điện. Thân ảnh đỏ rực đứng lặng lẽ phía sau Lâm Động, tuy không có hành động gì khác nhưng lại mơ hồ như có như không tỏa ra thứ sức mạnh khiến người ta sợ hãi gian thạch thất đổ nát lúc này yên lặng như tờ bất luận là ma thiết mạc lăng hay cường giả nhất bàn cảnh kia tất cả đều đang nhìn thân ảnh đỏ rực phía sau lâm động với ánh mắt kinh hoàng cường giả nhất bàn cảnh bên cạnh hắn sao lại có cường giả nhất bàn cảnh bọn ma thiết miệng lẩm bẩm không thể tin được họ chưa từng thấy bên cạnh lâm động có cường giả nhất bàn cảnh bảo vệ hơn nữa nhìn bộ dạng của ba người mạc lăng hiển nhiên là bọn họ cũng không biết linh khôi thì ra đây mới là tuyệt chiêu thật sự của ngươi tên cường giả nhất bàn cảnh kia trầm chậm quệt vết máu nơi khóe miệng giọng khàn đặc nói tầm nhìn của hắn đương nhiên vượt xa bọn ma thiết hắn có thể cảm nhận được thân ảnh đỏ rực kia không hề có chút sức sống nào hiển nhiên đó chỉ là một loại linh khôi nhưng dù là vậy thì trái tim cường giả nhất bàn cảnh kia cũng không khỏi bị co rút dữ dội ánh mắt nhìn huyết linh khôi vừa e rẻ vừa đầy ham muốn thứ tốt như thế đến hắn cũng chưa từng có linh khôi nghe thế bọn ma thiết sững người rồi mới bừng tỉnh nhìn lâm động với ánh mắt ngưỡng mộ thứ này vô cùng hiếm có không ngờ lâm động lại có được lúc này họ cuối cùng cũng hiểu tại sao lâm động lại đối xử với lăng trí liễu nguyên bình thường nhàn nhạt, nhạt như thế thì ra trong tay hắn còn có thứ vô cùng có tính uy hiếp một đầu linh khôi là đủ sánh ngang với cường giả nhất bàn cảnh mà có thứ hộ thân này rồi thì lâm động còn phải sợ bọn lăng trí sao lâm động cười không thừa nhận cũng chẳng phản đối, khẽ cười. Tiếp theo ngươi muốn thế nào? Nghe Lâm Động nói vậy, ánh mắt hắc ảnh nhất bàn cảnh kia lóe lên hàn quang. Nhưng khi nhìn huyết linh khôi bên cạnh Lâm Động thì lại đành phải kìm chế nộ hỏa. Lúc nãy đã tiếp chiêu với huyết linh khôi, hắn biết nếu đánh thật sự thì sợ là chỉ với thứ này thôi cũng đủ khiến hắn sức đầu mẻ chán. Huống hồ còn có Lâm Động kia, cục diện bỗng chốc trở nên bất lợi với hắn. Và hiển nhiên ý định cướp lại phủ văn e là cũng phải tạm thời xóa bỏ. Tiểu tử, ngươi đừng có đắc ý quá. Đắc tội với vương triều Ma Nham bọn ta sẽ không dễ sống đâu. Chỉ là một đầu linh khôi mà thôi, chưa đủ để bảo vệ ngươi ngông cuồng trong chiến trường viễn cổ đâu. Vương triều Ma Nham, nghe thấy cái tên này, Lâm Động cũng chẳng có phản ứng gì, nhưng bọn ma thiết thì sắc mặt đều thay đổi. Họ nhìn dáng vẻ bình thản của Lâm Động mà không kìm được phải ghé lại nói nhỏ, "Lâm Động, lần này rắc rối rồi. Bọn ta đã từng nghe danh vương triều Ma Nham, nó chính là một trong các vương triều cao cấp." thực lực rất mạnh, không phải chỉ có một cường giả nhất bàn cảnh đâu. Hơn nữa, chúng có thù tất báo, một khi đắc tội với chúng thì không chết không yên. Theo ta được biết, từng có một vương triều cao cấp đã bị chúng hủy diệt hoàn toàn. Nghe vậy ánh mắt lâm động mới khẽ lay động, xem ra vương triều ma nham này quả thực là thế lực rất mạnh của một phương. Hê, hey, tiểu tử, nếu giờ ngươi ngoan ngoãn giao nạp thiên phủ linh thụ, đồng thời cống nộp đầu linh khôi kia, ân oán này coi như xóa bỏ nếu không e là ngươi sẽ không có cơ hội lộ diện ở chiến trường viễn cổ đâu. Nhìn thấy sự thay đổi trong mắt Lâm Động, cường giả nhất bàn cảnh kia cười lạnh, đắc ý nói. Lâm Động nhíu mày, liếc, kẻ kia rồi bình thản nói, ta không quan tâm ngươi là người của vương triều nào, thứ đã vào tay ta rồi thì không có chuyện nhà ra, cút, khi nói chữ cuối cùng ánh mắt Lâm Động trở nên sắc lẹ, gương mặt tràn đầy sát khí. Ngươi, thấy Lâm Động có thái độ như vậy, kẻ kia đại nộ, hắn vốn tưởng lấy cái tên đó ra sẽ khiến Lâm Động phải khuất phục, nhưng không ngờ lâm động còn ngông cuồng hơn. Được, giờ ngươi cứ nói cứng đi, sớm muộn rồi ta sẽ cho ngươi hối hận. Có điều bạo nộ thì bạo nộ nhưng có linh khôi ở đây, hắn cũng chẳng dám làm gì. Nhìn lâm động hàn học rồi nhanh chóng bay ra khỏi thạch thất. Nhìn hắc ảnh đó biến mất, bọn ma thiết mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi nhìn lâm động cười khổ, lâm động huynh, đắc tội với hắn rắc rối lắm. Mọi chuyện rồi đâu sẽ có đó, chẳng có gì rắc rối cả. Ở chiến trường viễn cổ mà cứ sợ phiền phức thì rất khó có ngày dạng danh sao có thể được các siêu cấp tông phái xem trọng chứ? Lâm Động cười thản nhiên. Dù vương triều ma nham đó có rắc rối thật đi nữa hắn cũng không sợ. Lâm Động hắn đến từ viêm thành nhỏ bé, nếu cứ sợ này sợ nọ thì đã không thể có được thành tựu như bây giờ. Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Lâm Động, ma thiết cười khổ, cũng không tiện nói gì thêm. Chỉ trong mấy ngày tiếp xúc nhưng hắn cũng biết Lâm Động là người thâm sâu khó đoán. Thực lực chỉ là tạo hóa cảnh, đỉnh phong mà lại có thể giao đấu chính diện được với cường giả nhất bàn cảnh, lại có cả thứ lợi khí hộ thân như Linh Khôi, có lẽ cũng chỉ có loại người như hắn mới không coi vương triều ma nham ra gì. Đi thôi, có lẽ thạch điện này vẫn còn những thứ khác, mọi người cũng không thể đến mà không được gì. Lâm Động cười cười, không nói thêm về chủ đề đó nữa. Hắn nhìn gian thạch thất đổ nát, rất nhiều linh dược đều đã bị hủy hoại, đành phải đến chỗ khác xem vậy. Dứt lời, Lâm Động phải tay cất Linh Khôi vào thạch phù rồi ra khỏi thạch thất, men theo hành lang đi đến nơi khác. Mạc Lăng, Ma Thiết và những người khác cũng vội vàng theo sau. Hàng người đi xuyên qua thạch điện rắc rối như mê cung, dọc đường cũng có chút thu hoạch. Trong một số gian thạch thất cất không ít nhất bàn đan, nhưng lâm động không lấy mà bảo Ma Thiết, Mạc Lăng chia nhau. Dù sao hắn cũng đã có thiên phù linh thụ mà mình cần, chỉ cần luyện hóa được nó, thì tinh thần lực của hắn sẽ có đột phá bước vào cảnh giới thiên phù sư. Đến lúc đó, hắn có khả năng một mình đối mặt với cường giả nhất bàn cảnh, chứ không cần dựa vào huyết linh khôi nữa chỉ trong nửa giờ đồng hồ, bọn Mạc Lăng đã thu hoạch được không ít, gương mặt đầy hài lòng và phấn khích. Bọn họ đều nghĩ chuyến đi này quả thực không tệ, lại có lâm động ở bên cạnh tọa chấn, cũng không phải sợ các thế lực khác cướp mất những gì có được. Dù gì lâm động hiện tại cũng có thể coi là cường giả nhất bàn cảnh rồi. Dọc đường bọn lâm động cũng gặp những đoàn người khác, người đến từ Dương Thành, cũng có những nơi lạ lẫm khác. Nhưng khi gặp nhau hai bên đều vội vàng tránh đi, xem ra muốn tranh thủ thời gian tìm bảo bối. Bọn lâm động cũng có thu hoạch kha khá, khá sau khi đi được vài tuyến hành lang giao nhau, họ phát hiện hành lang đã biến mất, thay vào đó là một tòa chủ điện vô cùng to lớn. Nhìn tòa chủ điện trước mặt, bọn lâm động hơi khựng lại rồi ánh mắt sáng lên. Ai cũng biết trong lùi nham cốc quan trọng nhất không phải những thứ họ đã gặp, điều thật sự hấp dẫn vô số cường giả và vương. Chiều cao cấp là viễn cổ bí thượng, đó mới là thứ thật sự có sức hấp dẫn, thậm chí có nhãn giới cao như tiểu điêu cũng thèm muốn sinh tử chuyển luân đan, trong viễn cổ bí tàng, huống hô là kẻ khác. Đi thôi, vì thế, khi nhìn thấy tòa chủ điện đó, Lâm Động không chút do dự, vẫy tay đưa đoàn người vào bên trong. Bạn đang đọc truyện tại www. Chuyện phun tòa chủ điện này vô cùng rộng lớn, nhìn giống như một khu quảng trường. Trong chủ điện lúc này đã có các đoàn người đến từ khắp các nơi. Lâm Động nheo mắt nhìn thì thấy Lăng Trí, Liễu Nguyên cũng đã ở đây. Mà phía trước bên trái họ cũng có hai đoàn người, là người của Vương Triều Huyền Băng và Đại Ô. Lâm Động nhìn lướt nhanh tòa chủ điện, một lúc sau nhìn chăm chú vào một nơi, ở đó có năm đạo hắc ảnh, số người không nhiều nhưng lâm động có thể cảm nhận được sự e rè của bọn Hoa Vân, ô mặc với những kẻ đó. Sự xuất hiện của bọn lâm động cũng thu hút không ít ánh nhìn, một trong năm hắc ảnh kia cũng quay lại, ánh mắt bỗng lạnh băng đi, vì hắn chính là kẻ đã thất bại trong việc cướp thiên phù linh thụ với lâm động. Lâm động liếc hắn một cái, khoái miệng gã kia nhách lên cười lạnh lùng, bộ dạng đó giống như những con sói khi thấy thỏ xông vào hang mình vậy, vô cùng hung hãn, Thế nhưng, nụ cười nham hiểm đó của hắn không hề gây sức ép gì cho Lâm Động. Lâm Động quét mắt nhìn, cuối cùng dừng lại ở một nơi sâu trong chủ điện. Ở đó có một quần sáng lơ lửng, bên trong nó cơ hồ như có thứ gì đó hình chìa khóa với tạo hình kỳ lạ, tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Viễn cổ bí thượng, Lâm Động nhìn chằm chằm vào thứ ở bên trong quần sáng, đồng tử co lại, hắn cảm nhận được ngay tiểu điêu ở bên trong thạch phủ cũng vô cùng kích động. Chương 448, cơ quan, những người trong chủ điện cũng vì sự xuất hiện đột ngột của bọn Lâm Động mà chuyển hướng nhìn. Khi nhìn thấy Lâm Động, Lăng Trí và Liễu Nguyên cũng vui mừng. Dù sao thì Lâm Động cũng theo hắn từ Dương Thành đến đây, so với những người khác hiển nhiên là đáng tin hơn. Còn đám người Hoa Vân, ô mặc và những hắc ảnh kia chỉ bình thản lướt mắt qua hắn một cái. Bất luận Lâm Động đã biểu hiện kiệt xuất thế nào ở ngoài lôi nham cốc, trong mắt chúng, hắn vẫn chẳng là gì. Bạn đang đọc truyện tại www vk chuyện phun mộ sư huynh, chính tên đó đã cướp thiên phủ linh thụ. Khi tất cả đều đã định rời hướng nhìn đi chỗ khác thì tên cường giả nhất bàn cảnh, lúc trước đã giao đấu với lâm động thâm hiểm nhìn lâm động, rồi nói với một thân ảnh gầy gò bên cạnh. Hửm, nghe thấy thế, trừ bọn lâm động ra, tất cả những người trong chủ điện đều sững người, rồi ánh mắt trở nên quái dị. Thực lực của kẻ kia dường như tương đương với hoa vân, vậy mà lâm động có thể cướp được đồ từ tay hắn, thật không biết phải nói lâm động năng lực xuất chúng hay là kẻ kia là đồ phế vật tạo hóa cảnh đỉnh phong, nam tử được gọi là Mộ Sư huynh hơi ngẩng đầu lên để lộ ra gương mặt hơi tái nhợt, âm u, hắn nhìn Lâm Động rồi nói: "Mộ Sư huynh, hắn có một đầu linh khôi vô cùng cường hãn, đệ đã giao đấu qua với nó." Dường như cảm nhận được sự bất mãn trong ngữ khí của Mộ Sư huynh, hắn vội nói thêm: "Linh khôi." Lời vừa được thốt ra, không ít người trong chủ điện đều rung lên, ánh mắt nhìn Lâm Động không còn bình thản nữa mà đầy nặng nề. Ai cũng biết đến sức mạnh của linh khôi dù là linh khôi yếu nhất cũng đủ so sánh với cường giả nhất bàn cảnh. Không ngờ tiểu tử dường như chỉ là tạo hóa cảnh, đỉnh phong này lại có được thứ vũ khí cấp cao đó. Lăng Trí và Liễu Nguyên nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Lúc này họ mới hiểu, tại sao khi đối mặt với họ, Lâm Động đến từ một vương triều nhỏ bé, thực lực chẳng qua chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong lại không hề có chút e dè. Thì ra trong tay hắn có thứ vũ khí lớn mạnh như thế. Chúng ta nhìn nhầm hắn rồi, Sắc mặt Hoa Vân và Ô Mặc cũng đầy kinh ngạc, chắc chắn không thể ngờ Lâm động lại thâm sâu khó dò đến thế. Nam tử được gọi là Mộ Sư huynh nhìn Lâm động chăm chú, rồi thu ánh mắt lại, nói với âm lượng chỉ đủ cho mình nghe, không cần để tâm đến hắn vội. Mục đích quan trọng nhất của chúng ta là viễn cổ bí thược, trước lúc đó không cần thiết phải gây với kẻ khác vì thiên phù linh thụ. Mọi chuyện để sau khi lấy được viễn cổ bí thược rồi nói. Nếu Lâm động chỉ là một tạo hóa cảnh, đỉnh phong bình thường có lẽ chúng đã tùy ý ra tay là giết được hắn nhưng đáng tiếc người có thực lực bề ngoài chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong này lại có một cỗ linh khôi cường hãn điều này khiến vị mộ sư huynh đây không thể không cân nhắc nếu là bình thường dù lâm động có linh khôi hộ thân thì với sự cường hãn của vương triều mai nham chúng cũng không sợ hắn chỉ cần một người giữ chân linh khôi lúc đó lâm động thành cá nằm trên thất tùy ý chúng xử lý nhưng trước mắt lần xuất hành này chúng không đem theo nhiều người hơn nữa còn có người của vương triều huyền băng và đại ô chúng không có thường người để đối phó với lâm động vì thế mà dù bình thường vương triều ma nham, có nganh ngang bá đạo thế nào thì lúc này cũng phải thu liễm lại. Nghe mộ sư huynh nói thế, tuy không cam tâm nhưng, tên cường giả nhất bàn cảnh kia cũng chẳng nói được gì nữa, chỉ đành nghiến răng, thầm nghĩ đến khi lấy được viễn cổ bí thược sẽ cho lâm động, biết đắc tội với vương triều ma nham sẽ phải trả giá thế nào. Đối mặt với vô số ánh mắt nhìn mình, lâm động vẫn rất bình tĩnh, hắn không vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo. Huyết linh khôi có thể giúp hắn không sợ những cường giả nhất bàn cảnh kia, nhưng không đủ để khiến những cường giả nhất bàn cảnh này sợ hắn, cùng lắm chỉ có chút e rè, không còn khinh thường hắn như trước nữa mà thôi. Trong chủ điện, không khí có phần lắng xuống vì sự việc đột ngột đó, một lúc sau tất cả lại trở về bình thường, rất nhiều ánh mắt ham muốn vẫn nhìn về phía quầng sáng ở sâu trong đại điện kia. Lâm Động cũng nhìn về quầng sáng đó, nhưng rồi hắn nhìn kỹ hơn về phía xa thì phát hiện, trên bốn bức tường của chủ điện có vô số những bức thạch tượng vô cùng sinh động. Điều khiến hắn thấy cổ quái là dường như là cùng một hình tượng, chỉ là tạo hình khác nhau mà thôi. Hoa Vân, Ô Mặc, Vương Triều Ma Nham bọn ta nhất định phải có viễn cổ bí thược. Nếu hai vị nể mặt, có lẽ Vương Triều Ma Nham và vương triều của hai vị sẽ có mối quan hệ không tệ. Khi Lâm Động nhìn xung quanh thì Mộ sư huynh bỗng nói, nghe thế Hoa Vân và Ô Mặc đều cười gượng, nói, "Trần Mộ, ngươi nói thế hơi quá đáng thì phải. Bọn ta đã bỏ ra không biết bao nhiêu tâm tư vì viễn cổ bí thược, ngươi nói một câu như thế mà muốn bọn ta nhường có phải hơi nực cười rồi không?" danh tiếng của vương triều ma nham quả thực không nhỏ nhưng hai người hoa vân cũng không phải loại nhu nhược tên trần mộ này muốn dùng lời nói khiến họ thuận phục là điều không thể hơn nữa người của hai vương triều này lại là nhiều nhất vương triều ma nham lần này chỉ có trần mộ và bốn người nữa trong bốn người này ngoài cường giả niết bàn cảnh từng đấu với lâm động ba người còn lại chỉ là bán bộ niết bàn vẫn thua kém hoa vân ô mặc hừ hai ngươi đừng có không biết tốt xấu trước đây vương triều đại cốt thực lực cũng không kém các ngươi bao nhiêu nhưng đã đắc tội với vương triều ma nham kết quả đã bị tiêu diệt không sót một ai. Bên cạnh trần mộ, cường giả nhất bàn cảnh kia nói với giọng đầy uy hiếp. Vậy ngươi cứ thử xem, tưởng vương triều ma nham các ngươi có thể ngây ngang ở chiến trường viễn cổ này sao? Hiển nhiên Hoa Vân cũng bị ngữ khí của tên kia kích nộ, ánh mắt lạnh băng quát lên. Cùng với việc Hoa Vân trở nên phẫn nộ, sắc mặt những cường giả khác của vương triều huyền băng đều tỏa ra hàn khí. Thấy không khí trở nên căng thẳng, sắc mặt bọn lăng trí, liễu nguyên cũng khó coi hơn thực lực của họ đúng là thua kém những vương triều cao cấp kia rất nhiều. Ở đây chỉ có cường giả nhất bàn cảnh mới có tư cách phát ngôn. Cứ nghĩ vậy là hai người không khỏi nghiến răng. Đợi khi chuyện này xong xuôi nhất định phải cố gắng xung kích nhất bàn cảnh. Ở chiến trường viễn cổ này chỉ khi bước vào nhất bàn cảnh mới có được tài nguyên người thường không thể có được. Trần Mộ, tuy vương triều ma nham các ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay các ngươi cũng chỉ có hai cường giả nhất bàn cảnh mà thôi. Ô mặc cũng lên tiếng, ý tứ trong lời của hắn rất đơn giản, những kẻ trần mộ ngươi đem theo chưa đủ dọa bọn ta đâu các ngươi cũng là niết bàn cảnh chân chính à thế nhưng với điều ô mặc nói gương mặt trần mộ bỗng hiện lên nụ cười quỷ dị sâu trong mắt hắn mơ hồ còn trào lên một thứ kim quang kỳ dị hai người các ngươi bước vào niết bàn cảnh e là chỉ có khoảng hai chục vạn niết bàn cảnh mà thôi còn ta hồi sung kích niết bàn cảnh đã dùng đến năm chục vạn các ngươi muốn chống lại ta sao nằm mơ giữa ban ngày Mặt Trần Mộ lạnh tanh, bước chân ra, toàn thân kim quang lập tức bùng phát, đồng thời một luồng sức mạnh cực lớn cuộn trào, áp lực bao trùm toàn bộ đại điện. Năm chục vạn Niết Bàn đan, nghe thấy con số đó, tất cả mọi người đều biến sắc, thậm chí đồng tử Lâm Động cũng phải co lại. Hắn biết, lượng Niết Bàn đan, dùng khi xung kích Niết Bàn cảnh càng nhiều thì Niết Bàn khí trong cơ thể càng nhiều, trước khi vượt qua Niết Bàn kiếp, dường như đó là tiêu chuẩn đánh giá thực lực. Hơn nữa, từ luồng sức mạnh lan tỏa từ cơ thể Trần Mộ Lúc này có thể thấy quả thực hắn vượt trội hơn hẳn cường giả nhất bàn cảnh bên cạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Hoa Vân, Ô Mặc, Vương Triều Ma Nham xem ra quả thật vô cùng giàu có, năm chục vạn niết bàn cảnh cho một lần xung kích niết bàn cảnh, với Lâm Động thì đó là một con số trên trời. Trong lòng chấn động, Lâm Động bước đến trước một pho thạch tượng, khẽ quét ngón tay qua, hai mắt hắn nheo lại ánh lên sự kinh ngạc. Lâm Động, cẩn thận, đại điện này dường như có phần cổ quái. Trong đám thạch tượng này có ẩn giấu một sức mạnh thần bí nào đó. Khi Lâm Động đang kinh ngạc và nghi hoặc, tiếng của Tiểu Điêu vang lên trong đầu. Lâm Động rút tay về, ra hiệu bằng mắt cho Mạc Lăng. Mạc Lăng thấy vậy dường như hiểu ra gì đó, cùng mọi người rút ra chỗ cửa lớn của đại điện. Nhìn như thể muốn rút lui khỏi cuộc chiến đấu, vì thế không gây chú ý cho ai cả. Đại điện vẫn khá yên tĩnh, hiển nhiên đều bị con số năm chục vạn niết bàn đan kia làm cho chấn động. Còn Trần Mộ, hắn cười lạnh, quay người sải bước đi về phía quầng sáng bên trong đại điện. Khi hai người Hoa Vân tỉnh lại thì hắn đã thò tay vào quần sáng. "Ngươi, Hoa Vân." Ô Mặc cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, mặt biến sắc định ra tay. Nhưng đã muộn rồi, bàn tay Trần Mộc đã tóm được chiếc chìa khóa bên trong quần sáng. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc đó là, vào thời điểm tiếp xúc, bàn tay hắn lại như tóm vào không khí, tựa như quần sáng kia không hề tồn tại vậy. Cạch cạch, cảnh tượng đó khiến tất cả cùng khựng lại. Sau đó trong lúc tất cả còn đang ngạc nhiên, thì đại điện bỗng vang lên những tiếng cạch cạch nho nhỏ. Đồng tử Lâm động co lại, bởi vì hắn phát hiện những pho thạch tượng trên tường kia đang chậm chậm đứng dậy. Đồng thời vô số luồng sức mạnh không hề thua kém cường giả nhất bản cảnh, lan tỏa ra từ những pho tượng kia. Đó không phải viễn cổ bí thuật mà là chìa khóa khởi động cơ quan. Trong đầu Lâm động bỗng lóe lên ý nghĩ đó. Chương 449, thạch tượng. Uỳnh uỳnh, cả đại điện dường như dung chuyển, những pho thạch tượng vốn được khắc trên tường bỗng như hồi sinh, từ từ đứng dậy, Điều kinh ngạc nhất là sức mạnh lan tỏa ra, từ những bức tượng ấy lại không hề thua kém một cường giả nhất bản cảnh, cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả cùng giật mình, hít vào một hơi khí lạnh. Có đến hơn chục pho thạch tượng nhảy ra khỏi bức tường, cũng có nghĩa là tương đương với hơn chục vị cường giả nhất bản cảnh. Rút lui mau, sắc mặt bọn Hoa Vân, Ô Mặc kịch biến, vội hét lên. Hơn chục pho thạch tượng tương đương cường giả nhất bản cảnh, đủ để tiêu diệt họ triệt để tại đây. Nghe tiếng hét đó, người của Vương Triều Huyền Băng và Đại Ô cũng vội vàng rút lui, muốn thoát khỏi đại điện này. Dầm, có điều khi họ vừa định di chuyển, thì hai pho thạch tượng rơi dầm xuống cửa điện chặn đứng đường ra. Thấy vậy, tâm trạng ai cũng nặng nề, lúc này họ mới hiểu thì ra đại điện này chính là một cái bẫy, chỉ cần động vào chiếc chìa khóa trong quần sáng kia là sẽ khởi động cơ quan. Những pho thạch tượng này, phát ra thứ năng lượng kinh người và sẽ giết hết những ai bước vào đây. Lâm động nhăn mày nhìn cảnh tượng đó, hơn 10 pho thạch tượng tương đương cường giả nhất bàn cảnh, ngay hắn cũng cảm thấy ra đầu tê dại. Đồng thời hắn nhìn về phía đám mạc lăng rồi thở phào. Vì trước đó hắn đã ra hiệu nên giờ họ đã ra khỏi đại điện, vì thế lúc này họ rất an toàn. Như thế cũng tốt, tránh việc hắn bị phân tâm. Đối mặt với số thạch tượng này, dù là lâm động cũng không dám có nửa giây phân tâm. Lâm động, bọn mạc lăng đứng bên ngoài thạch điện, cũng cuống cuồng vì cảnh tượng kia. Nhìn đám thạch tượng khủng bố đó họ cũng không dám bước vào trong, mà chỉ ở ngoài hét lên lâm động thông qua khe hở giữa các pho thạch tượng ra hiệu tay với mạc lăng mạc lăng thấy thế sắc mặt cũng hơi thay đổi lâm động đang bảo họ tùy cơ hành động một khi tình hình không hay thì lập tức rời khỏi đây mạc lăng cắn răng do dự nhưng rồi cũng đành gật đầu hắn hiểu rằng dù có ở lại cũng chẳng giúp ích được gì cho lâm động mà ngược lại có khi còn thành gánh nặng cho hắn nhìn bọn mạc lăng từ từ rời đi lâm động quay lại nhìn tòa đại điện đang trong tình trạng nguy cấp Đại điện lúc này đã bị đám thạch tượng bao vây chặt cứng, thật sự có cảm giác muốn lên trời không được, xuống đất cũng chẳng xong. Đương nhiên, sắc mặt của những người khác cũng chẳng hề dễ nhìn chút nào. Ngay cả Trần Mộ, cường giả bước vào nhất bàn cảnh với năm chục vạn niết bàn đan, sắc mặt cũng đen lại. Hắn biết, với hơn chục pho thạch tượng tương đương cường giả nhất bàn cảnh này, đừng nói dùng năm chục vạn niết bàn đan, dù có trăm vạn viên sợ là cũng thành tương thịt. Lâm Động huynh, lúc này chúng ta tập hợp lại có lẽ sẽ tốt hơn, Lúc này lăng trí, liễu nguyên cũng nhanh trí đem người tiến lại cạnh lâm động. Nhìn họ như thế vừa buồn bực vừa buồn cười. Hiển nhiên là họ muốn nương tựa linh khôi của lâm động bảo hộ. Có điều lúc này e là huyết linh khôi cũng khó phát huy hiệu quả. Dù sao những pho thạch tượng này cái nào cũng tương đương với cường giả nhất bản cảnh. Trong đại điện lúc này cơ bản chia thành ba nhóm. Một là người dương thành bên lâm động, một bên là vương triều huyền băng và đại ô, cuối cùng là vương triều ma nham nhưng bất luận chia mấy nhóm thì đều phải chống lại những thạch tượng niết bàn cảnh đang bao vây xung quanh kia uỳnh uỳnh không khí ngưng động của đại điện không kéo dài lâu thạch tượng bỗng rung lên bước những bước nặng nề điên cuồng sông tới và có lẽ sự uy hiếp của bọn lâm động là nhỏ nhất nên chỉ có hai pho thạch tượng niết bàn cảnh là lao tới chỗ họ nhưng dù có thế cũng đủ để sắc mặt bọn lăng trí trở nên nặng nề ta chặn một pho hai người xử lý pho kia những người khác lui đi nhìn thạch tượng với khí thế hung hãn Lâm Động hét lên với hai người Lăng Trí. Được, thấy Lâm Động chủ động chặn một pho thạch tượng, hai người Lăng Trí cũng nghiến răng, hai người họ cũng có thể coi là cường giả chuẩn nhất bàn cảnh, nếu liên thủ cũng có thể miễn cưỡng kháng cự được cường giả nhất bàn cảnh. Giờ điều họ cầu mong nhất chính là đừng có pho thạch tượng nào xông tới nữa. Nếu không e là sẽ không còn một mảnh giáp. Vút, Lâm Động không nói gì thêm, thạch tượng cùng áp lực rất lớn đã lao tới, thân hình hắn rung lên, thi triển Thái Thanh Du Thiên Bộ biến thành một làn khói xanh dụ thạch tượng đi đồng thời lăng trí và liễu nguyên cũng thúc động nguyên lực đến cực điểm lao tới pho thạch tượng còn lại rầm rầm thạch tượng vung những cú thạch quyền khổng lồ về phía lâm động không khí như bị nén lại hình thành những đạo kình phong vô hình bao trùm lấy lâm động sắc mặt lâm động lúc này vô cùng nặng nề dưới lớp da ánh kim quang lưu chuyển tốc độ nhanh nhưng dù vậy kình phong đáng sợ kia cũng khiến hắn thấy đau đớn thiết nghĩ nếu đổi là cường giả bán bộ niết bàn chỉ e kình phong thôi cũng đủ chết rồi Lâm Động không hề có ý định lấy mạnh chống mạnh, hắn dùng Thái Thanh Du Thiên Bộ tránh né công kích mạnh mẽ của Thạch Tượng. Kình Phong tuy khiến ra hắn đau đớn nhưng hắn cảm nhận được rằng, dưới áp lực của Kình Phong, kim quang dưới da hắn cũng trở nên hoàn thiện hơn. Lâm Động nhất định là có cách giải quyết tình thế này. Hơn nữa Viễn Cổ Bí Thược cũng chưa xuất hiện, nhất định là có liên quan đến việc phá vỡ cục diện này. Điểm mấu chốt để giải quyết chắc chắn trong đại điện này, khi Lâm Động tránh né thì tiếng của Tiểu Diêu vang lên trong đầu hắn. Nghe thế, Lâm Động khẽ nheo mắt lại, kinh nghiệm của Tiểu Điêu rất phong phú, hơn nữa kiến thức cũng nhiều, vì thế Lâm Động luôn tin tưởng vào những gì Tiểu Điêu nói. Vậy là hắn chuyển ánh mắt vào bên trong đại điện. Đại điện lúc này chỗ nào cũng vô cùng hỗn loạn. Tại chỗ Vương Triều, Huyền Băng và Ma Nham, năng lượng chúng tỏa ra khá mãnh liệt nên đại bộ phận thạch tượng tấn công về phía đó. Đối mặt với công thế như vậy chúng cũng khổ sở không lời nào tả xiết. Ngay cả Trần Mộ cũng bị một pho thạch tượng ép cho vô cùng thảm hại nếu không phải có thân pháp huyền diệu thì có lẽ đã bị thương rồi bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm tất cả mọi người dường như không thể phân tâm được chút nào cứ với tình hình này e là sẽ có thảm cảnh dù sao họ cũng là con người con người thì có lúc sẽ mệt còn đám thạch tượng thì không biết đến mệt chúng sẽ tấn công không biết mệt mỏi cho đến khi nào bị hủy diệt hết ùi lâm động điểm chân trên không tránh được quyền phong hung hãn của thạch tượng rồi ánh mắt bỗng như đóng băng lại hắn nhìn chăm chăm về bức tường chính giữa đại điện ở đó cũng có một pho thạch tượng, nó hơi khác so với những pho khác, vì nó là pho thạch tượng duy nhất nhìn xuống chính diện đại điện, còn các pho khác đều ở bên cạnh. Đám thạch tượng này dường như có dáng vẻ của một người, nhìn những pho thạch tượng thể hiện các cảm xúc hỉ nộ ai ố, Lâm Động nghĩ, lẽ nào chúng được tạc theo hình dạng của một người? Lâm Động lại nhìn pho thạch tượng kia. Pho tượng đó không tỉnh dậy tấn công mà chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn cuộc tàn sát trong đại điện. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh, rất nhiều suy nghĩ chạy vụt qua đầu rồi trong khoảnh khắc hắn nghiến răng, tăng tốc bay về phía pho thạch tượng kia. Ầm ầm, phía sau hắn, các pho thạch tượng dường như cũng cảm nhận được điều gì, uỳnh uỳnh đuổi theo truy sát Lâm Động. Vút, thân hình Lâm Động bay với tốc độ của cung tiễn xuất hiện trước mặt pho thạch tượng, rồi không chút do dự tung quyền đấm về phía thạch tượng. Binh, kim quang tỏa sáng quanh nắm đấm hung hãn của hắn, trên pho thạch tượng lập tức xuất hiện đầy vết nứt vỡ rồi nổ tung. Khi những mảnh đá vụn bắn ra, một chùm sáng cũng bùng phát từ trong thạch tượng. Đúng vào lúc luồng sáng xuất hiện, tất cả thạch tượng trong đại điện lập tức đóng băng, lại trở về là những pho tượng vô tri. Cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả đều khựng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về chỗ ánh sáng kỳ lạ bắn ra. Lâm Động tóm lấy thứ đó, đó chính là viễn cổ bí thược. Lúc này, giọng nói ngạc nhiên mà vui mừng của tiểu điêu vang lên. Ánh mắt Lâm Động lóe lên hỉ sắc, quả nhiên hắn đoán không sai. Chương 450, nữ tử áo đỏ. Sự xuất hiện của chùm sáng tuy rất đột ngột, nhưng những người ở đây có ai không phải người nhạy bén vì thế chùm sáng vừa xuất hiện là tất cả lập tức nhìn về hướng đó rồi đồng tử của ai nấy cùng co rụt lại trong luồng sáng mơ hồ ẩn hiện một chiếc chìa khóa tinh xảo một thứ sức mạnh kỳ dị lan tỏa khiến ai bị chấn động là viễn cổ bí thượng một ý nghĩ lóe qua đầu rồi gần như không trừ một ai tất cả bỏ quên hết những pho thạch tượng cùng lao lên muốn tóm về chùm sáng thấy cảnh đó lâm động chỉ cười lạnh cục diện này là hắn phá vỡ được sao có thể để chúng hưởng kết quả cuối cùng chứ? Khi Tiểu Điêu lên tiếng thì Lâm Động đã nhanh chóng bay lại, khoảng cách của hắn với trùng sáng có thể coi là gần nhất, vì thế hắn cũng tóm được chiếc chìa khóa trước tất cả. Tiểu tử, ngươi muốn chết hả? Trần Mộ tốc độ nhanh nhất thấy trùng sáng, sắp vào tay mình mà lại bị Lâm Động cướp mất, lập tức hung dữ hét lên. Với hắn Lâm Động chẳng là gì hết, nếu không phải Lâm Động có một cỗ linh khôi, thì hắn đã ra tay băm vầm Lâm Động thành tương rồi. Nhưng hắn lại không ngờ sau khi Lâm Động vượt mặt vương triều ma nham hắn, không những không trốn đi mà ngược lại còn dành thức ăn từ miệng hổ hành động này không còn nghi ngờ gì đã thực sự chọc giận trần mộ nhưng sự uy hiếp hung hăng đó của trần mộ hiển nhiên chẳng có tác dụng gì với lâm động nếu thật sự sợ vương triều ma nham thì hắn đã không cướp thiên phủ linh thụ nếu đã có thù rồi sâu thêm hay cạn đi một chút cũng quan trọng gì đâu vì vậy nghe trần mộ quát lâm động chỉ nhếch mép tay nắm chặt chùm sáng đó phụt đúng vào lúc tay lâm động chạm vào chùm sáng bỗng rung lên, một luồng năng lượng mạnh mẽ bùng phát đẩy lùi hết trần mộ, và những kẻ khác đang lao tới, còn lâm động thì chẳng có chút cảm giác gì. Một cột sáng lan ra nhanh chóng bao phủ lấy lâm động, rồi dưới ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ của những kẻ khác lâm động, đột ngột biến mất. Uỳnh, cùng với sự biến mất của lâm động, cột sáng kia cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Thấy vậy bọn trần mộ mặt biến sắc, vội vàng tăng tốc nhanh nhất có thể muốn xông vào trong cột ánh sáng. Trong thạch điện, từng trận gió vù vù vô số đạo nhân ảnh bay như tên bắn về cột sáng nhưng tốc độ thu nhỏ của nó cũng ngày một nhanh với tốc độ của những người kia hiển nhiên là không kịp vút trước những sắc mặt khó coi của tất cả mọi người cột sáng phụt một cái sắc biến mất thế nhưng đúng khoảnh khắc đó một đạo thân ảnh như quỷ mỹ lao vút tới chui vào cột sáng và biến mất sau khi đạo thân ảnh đó chui vào thì cột sáng cũng hoàn toàn biến mất trần mộ và những kẻ khác đều lao vào không khí sững người nhìn khoảng không trống hoác gương mặt có rúm lại bọn Hoa Vân cũng chẳng dễ chịu gì hơn, nhưng cũng không đến nỗi như Trần Mộ, chỉ thở dài thất vọng. Rõ ràng là trùm sáng đó là một điểm truyền tống, Lâm Động và thân ảnh thần bí kia có lẽ đã được chuyển đến nơi đặt viễn cổ bí thược, thật sự rồi. Thủ đoạn này không phải thứ mà những cường giả mới bước vào nhất bàn cảnh có thể làm được, vì thế lần này coi như họ đã hoàn toàn thất bại rồi. Ta cứ đợi ở đây, ta không tin là các ngươi không xuất hiện lần nữa. Hai mắt Trần Mộ đỏ ngầu, gương mặt dữ dằn, giọng nói đầy sát ý khiến người ta phải dựng tóc gáy o không o vào khoảng khắc cơ thể đột ngột biến mất, lâm động cảm thấy rất chóng mặt, mọi thứ trước, mắt tối đen lại. Biến cố này khiến hắn giật mình, nhưng cũng may việc đó không kéo dài quá lâu. Thay thế cho màn đen là một luồng sáng lờ mờ. Trước mặt lâm động hiện ra một khu quảng trường rộng lớn được tạo, từ đá núi lửa đen mang đầy về cổ lão thâm trầm. Lâm động cũng không để tâm nhiều về điều ấy, hắn lập tức nhìn về vị trí trung tâm quảng trường, ở đó có một người đang ngồi xếp bằng bóng người đột ngột xuất hiện đó khiến cả cơ thể lâm động căng cứng lên nhưng rồi hắn lại thấy thân ảnh đó không hề có sức sống dường như đó là một di hài lâm động biến đến phía trước cỗ di hài đó rồi hắn kinh ngạc nhận thấy cỗ di hài này rất hoàn hảo nếu không phải không có sức sống thì ai cũng cho đây là người sống khiến lâm động kinh ngạc thật ra không phải điều này mà là hắn phát hiện ra rằng dáng vẻ người này giống hệt với những pho thạch tượng ở thạch điện có lẽ đây là chủ nhân của thạch điện lâm động nhìn xuống giữa hai tay của di hài là một chiếc chìa khóa cổ màu vàng chất liệu đặc biệt như làm bằng gỗ nhưng dường như cũng không phải trên chiếc chìa khóa bao đầy những đường hoa văn kỳ lạ dường như có một luồng sức mạnh khiến người ta phải e rè đang lan tỏa viễn cổ bí thượng khi nhìn thấy chiếc chìa khóa cổ lão này ánh mắt lâm động sáng rực tuy trước đó đã thấy hình dáng mơ hồ của chiếc chìa khóa trong thạch điện nhưng khi chiếc chìa khóa này xuất hiện lâm động biết cuối cùng cũng gặp được đồ thật rồi Lâm Động không chút do dự cầm lấy viễn cổ bí thược. Vút, nhưng đúng lúc Lâm Động thò tay ra thì một đạo kình phong mạnh mẽ thổi tới từ phía sau. Lâm Động hơi khựng lại rồi bàn tay rung lên, một đạo hồng quang bắn ra từ bàn tay, biến thành một thân hình to lớn đồ sộ đứng phía sau. Keng, một thanh âm giòn tan vang lên, kình phong cuồn cuộn đánh bật Lâm Động lùi sau mấy bước. Hắn ngẩng lên nhìn khoảng không phía trên thì lập tức sững người. Người xuất hiện một cách quỷ dị không phải là Trần Mộ hay Hoa Vân mà Lâm Động nghĩ, đó lại là một nữ tử áo đỏ. Nữ tử này dáng người thon gọn, duyên dáng, dung nhan đẹp tựa hoa đào vô cùng cuốn hút, đôi mắt long lanh có thể hút hồn người khác. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thấy một nữ tử xinh đẹp thế này trong chiến trường viễn cổ. Hì hì, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ cũng đã nhắm chuẩn viễn cổ bí thực rồi, nhường cho tỷ tỷ được không? Nữ tử áo đỏ mỉm cười nhìn Lâm Động, giọng nói ngọt ngào êm tai thế lại thốt ra yêu cầu thật vô lý, thế nhưng nó lại khiến người nghe không thể tức giận nổi. Lâm Động cũng chỉ cười khan cũng may hắn không phải loại người thấy nữ nhân xinh đẹp là mất hồn, hơn nữa hắn cũng biết nữ tử trước mặt chắc chắn không phải loại dễ đối phó. Có thể vượt trước tất cả bọn Trần Mộ để vào đây, điều đó đã cho thấy cô ta bất phàm, cộng thêm với việc trong trận hỗn chiến ở thạch điện, Lâm động không hề phát hiện được thân ảnh của cô ta. Rõ ràng nữ tử này ngay từ đầu đã ẩn mình trong bóng tối xem trò vui. Thực lực và tâm cơ như thế không phải người nữ nhân bình thường có thể có. Nếu tỷ tỷ đây đã hào sảng như thế thì ta nghĩ cũng đừng cướp đồ của ta nữa như thế không được nho nhã, thục nữ cho lắm. Lâm Động cười khan nói, ánh mắt kín đáo nhìn về viễn cổ bí thược trong tay cỗ di hài. Bạn đang đọc truyện tại www chuyện phun tỷ tỷ đâu phải tiên nữ, vì thế cũng chẳng cần giả vờ nho nhã làm gì. Ngược lại ta lại thích làm yêu nữ không? Nói lý hơn. Nữ tử áo đỏ cười điệu, bàn tay ngọc ngà khẽ nắm vào, một cây roi màu đỏ rực xuất hiện trong tay. Sợi roi khẽ động một cái, không khí như bị nén lại rồi nổ tung sức mạnh lan tỏa khiến lâm động nheo mắt lại. Thực lực của cô ta e là còn mạnh hơn cả trần mộ. Nữ tử áo đỏ cứ tùng tỉnh nhìn lâm động, cây roi đỏ rực chuyển động quanh người một cách linh hoạt, tỏa ra một thứ áp lực vô hình khiến lâm động cũng cảm thấy cơ thể nặng nề. Nữ tử này không hề đơn giản. Ha ha, chắc bọn trần mộ đang đợi ở bên ngoài, người cầm viễn cổ bí thực ra ngoài e là không đi được đâu. Lâm động đảo mắt, nói. Trần mộ. Vương triều ma nham phải không? Nghe thế, nữ tử áo đỏ khẽ nhách môi cao ngạo, nhưng cô ta cũng không nói gì hơn, chỉ chằm chằm nhìn Lâm Động, cười, "Tiểu đệ đệ, ngươi muốn từ bỏ hay chơi đùa với tỷ tỷ một chút? Ta thấy, chỉ dựa vào linh khôi mà muốn chặn tỷ tỷ đây thì hơi khó đó. Nếu ngươi đã muốn có viễn cổ bí thược như thế, nếu ta cứ tranh giành thì có lẽ không được phong độ lắm." Lâm Động nhún vai, lời nói đó khiến cặp môi nữ tử áo đỏ khẽ nhếch lên, nhưng trong lòng thì coi thường Lâm Động. Thật ra cô ta không thích loại nam nhân dễ dàng rút lui như thế. "Vậy thì đa tạ tiểu đệ đệ." dù nghĩ vậy nhưng đương nhiên sẽ không thể hiện ra. Nữ tử áo đỏ cười, cầm roi quất về phía viễn cổ bí thược trong tay di hài. Thế nhưng vào khoảnh khắc cây roi tung ta, huyết linh khôi đang đứng yên lặng bỗng lao ra, quyền phong hung hãn đấm thẳng về phía nữ tử áo đỏ không chút nương tay. Roi đã quất ra, lúc này không kịp kéo về nữa, nhưng nữ tử áo đỏ cũng không phải vừa, chỉ thấy cô ta bước nhanh về phía sau, khéo léo tránh được công kích của huyết linh khôi. Nhưng đồng thời cây roi trong tay cô ta, cũng cách xa khỏi mục tiêu rơi xuống mặt đất bên cạnh di hài, tạo nên một đường nứt rõ rệt. Cũng đúng vào lúc cây roi trượt mục tiêu, Lâm Động nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh cỗ di hài, nhìn về phía nữ tử áo đỏ xinh đẹp, trong mắt tràn ngập sát khí, "Xin lỗi, với ta, Viễn Cổ Bí Thược vẫn có sức hấp dẫn hơn ngươi." Vừa dứt lời, bàn tay hắn nhanh chóng tóm về phía Viễn Cổ Bí Thược.